Kính chào quý khán giả của truyện ma có thật.net. Rất vui mừng khi được gặp lại quý vị. Hôm nay, Vân Anh xin được phép kể hộ quý vị khán thính giả truyện từ cõi âm tập 90. Câu chuyện đầu tiên, khái niệm âm binh, tác giả Đại Dương. Chào các bạn, cũng biết rằng thế giới tâm linh là một thế giới khác tồn tại bên cạnh thế giới trần tục mà chúng ta đang sống. Nhưng thế giới tâm linh rộng lớn hơn nhiều so với thế giới trần tục. Trong thế giới tâm linh cũng có quân đội như thế giới trần tục. Nếu như quân đội ở thế giới trần tục có nhiều loại như bộ đội chủ lực, quân địa phương, quân du kích, dân quân du kích, lính đánh thuê, thì quân đội ở thế giới tâm linh cũng có nhiều loại như âm binh, quang binh, thiên binh và các cấp cao hơn nữa. Quang binh là khái niệm dùng để chỉ quân đội tâm linh của một nước trong thế giới tâm linh, thường do thánh, thần chỉ huy. Thiên binh là khái niệm dùng để chỉ quân đội của thiên đình, thường do các thiên vương, thiên tướng chỉ huy dưới sự quản lý của Ngọc Hoàng. Âm binh là khái niệm dùng để chỉ một đội quân tâm linh ô hợp, được các thầy phù thủy, thầy đồng cốt, thầy cúng tuyển dụng từ các phong cầu bơ cầu bất, thường không có đạo đức tốt. Các ông bà thầy sử dụng đội quân âm binh ô hợp này vào mục đích riêng của mình, mà thường là không tốt. Nếu so sánh với khái niệm ở trần tục, thì đây là đội lính đánh thuê, mà đã là lính đánh thuê thì không bao giờ để ý đến việc ai là nạn nhân của chúng. Việc làm đó có trái đạo lý hay không? Và chỉ làm những việc do người thuê yêu cầu, miễn là có đủ quyền lợi cho chúng. Âm binh ở trong nhà ai, thì thường mang đến cho nhà đó nhiều điều phiền toái, không lường trước được, thậm chí rất nguy hiểm. Mình đã được chứng kiến khi đi cùng thầy Thịnh vào một ngôi nhà. Trên bàn thờ đầy âm binh nằm trong chiếc bùa dán sao bát hương. Khi thầy Thịnh dùng năng lượng để phá bỏ chiếc bùa, thì từ trong đó bay ra và từ các nơi bay về rất nhiều dơi chim. Hóa ra thầy Thịnh đã phá ổ âm binh của chúng. Tất nhiên là sau đó chúng đã bị bắt hết. Hỏi gia chủ thì được biết ông thầy làm bát hương trước đây, sau khi đi, có dặn bảo phải tự tay dán chiếc bùa này thì bàn thờ mới linh. Nhưng linh đâu không thấy, chỉ thấy gia cảnh nhà này ngày càng lấn bấn. Sức khỏe mọi người trong gia đình giảm sút, bệnh tật liên tục, nhà cửa vợ chồng con cái cứ lục đục, hao tài tốn của. Khi thầy Thịnh đến, không những giải bùa, bắt âm binh, làm lại bàn thờ, đưa năng lượng sạch vào ngôi nhà, mà còn tìm tận gốc ông thầy giả tâm đặt âm binh lên bàn thờ nhà gia chủ. Sau này thì mình biết ông thầy kia đã bị chém hết hồn vía từ lâu, nhưng âm binh là do ông thầy này đặt nên chúng cứ nằm mãi ở đó mà phá hoại gia chủ. Chỉ khoảng sau một tháng được thầy Thịnh làm lại bàn thờ, gia chủ đã có cuộc sống ổn định trở lại. Mọi người khỏe mạnh, tinh thần thư thái, gia cảnh bớt lục đục hơn nhiều. Quay trở lại trường hợp của nhà bạn nhé. Bạn nói nhà bạn có chức sắc gì đó, nên nhà có âm binh truyền thừa từ lâu rồi. Không nên nghĩ rằng nhà có người biết tâm linh điều khiển, quy tập được âm binh, nghĩa là có chức sắc. Điều này hết sức sai lầm. Theo mình, người có chức sắc trong thế giới tâm linh tối thiểu phải là người được phong thần, phong thánh v.v. làm các công việc trong chính quyền tâm linh. Từ lâu rồi, nhà bạn đã có người làm thầy tâm linh và người này có khả năng tuyển mộ được âm binh và đội quân âm binh này đã ở trong nhà bạn từ rất lâu. Tuy nhiên, đến nay thì trong nhà bạn không còn ai làm thầy tâm linh nữa, nhưng âm binh vẫn còn ở trong nhà bạn. Mặc dù gia đình bạn muốn bỏ những âm binh này đi, nhưng không ông thầy nào dám làm cái lễ gọi là trả âm binh vì sợ không làm được thì bị. Theo mình, các ông thầy này nói thực ra là không đủ quyền năng để bắt những âm binh này đi nên mới không dám đụng vào chúng, sợ chúng trả thù. Đây chính là điểm yếu của hầu hết các ông thầy tâm linh hiện nay. Vì không đủ quyền năng nên họ thường phải cúng vái cầu xin âm binh bỏ đi. Hơn nữa, đa phần các ông thầy tâm linh chỉ nhận làm cho gia chủ nếu công việc đó không ảnh hưởng đến mình. Không ai biết được làm được hay không, và quan trọng là sau khi làm xong, gia chủ trả tiền hậu hĩnh. Còn những việc quá sức với họ thì thường sẽ bỏ của chạy lấy người. Hy vọng đã phần nào giải đáp được thắc mắc của bạn về âm binh.
theo mình, nhà bạn có muốn trả âm binh thì chắc chẳng có cụ nào ở trên muốn nhận đâu, nên bạn cũng không nên làm lễ cúng bái làm gì cả. Nếu nhà bạn thực lòng không muốn âm binh còn ở trong nhà của mình, thì điều quan trọng nhất là phải tìm đến một người thầy có đủ quyền năng. Câu chuyện thứ hai, ngủ với ma, tác giả Đặng Hoàng Anh Tú. Anh thổi sáo hay lắm. Giật mình quay lại, tôi thấy cô gái mặc áo dài trắng. Cảm ơn, nhưng mà em là ai vậy? Em là một người sống gần đây thôi, anh là người thành phố à? Ừ, anh ở Sài Gòn xuống nhà bạn chơi, nhà nó kia kìa. Nói rồi tôi chỉ tay về phía nhà thằng bạn. Ồ, ra vậy. Mà sao khuya rồi, em còn ra đây, không sợ à? Sợ gì anh? Tôi gằn giọng. Ma đó. Cô gái cười. Không, em ở đây từ nhỏ đến lớn. À mà anh thổi sáo hay lắm, anh thổi tiếp đi, em thích lắm. Được gái khen, tôi tự tin. Được rồi, để anh ngồi thổi cho em nghe bài Nữ Nhi Tình nha. Nói rồi tôi bật nhạc bass từ cái loa mini lên, quay mặt ra phía bờ hồ. Em thấy thế nào? Không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi thắc mắc quay lại thì không còn thấy cô gái đâu. Em ơi, em đâu rồi? Em... Ê, Tú, Tú, dậy đi. Mày gọi em nào vậy? Nằm mơ hả? Mở mắt dậy, tôi thấy thằng Phong, bạn tôi, mơ màng. Tôi hỏi, em gái áo trắng đâu? Em nào, mày nằm mơ thấy gì? Mộng tinh à? Mộng cái đầu của mày. Phong cười nức nẻ rồi đứng dậy. Thôi dậy đi, 5 giờ sáng rồi, còn chuẩn bị đồ đạc nữa. Mày không nhớ hôm nay tụi mình đi phượt về nhà thằng Thành sao? Chuyện là hôm nay tôi ngủ lại nhà thằng Phong, chờ tới sáng tôi với nó cùng 4 đứa khác nữa đi về nhà thằng Thành chơi. Ừ, dậy liền. Mà sao mày dậy sớm vậy? Mày ngái to như sấm ấy, ông nội ai ngủ được. Lẹ đi, thằng Thành, thằng Dương, con Thảo với con Hà, nó tới chỗ hẹn rồi đó. Tôi ngồi dậy súc miệng, rửa mặt, rồi thu xếp hành lý, kiểm tra lần cuối trước khi đi. 2 cái quần jean, 1 cái quần cục, 2 cái áo dài tay, 1 cái áo thun ngắn, 3 cái quần ship, kem đánh răng, sáp vuốt tóc. Ok, tất cả đã ở đây. À quên, còn cây sáo trúc nữa. Đi về vùng cao mà không có cây sáo trúc thì quả là uổng phí. Chuẩn bị xong, tôi và thằng Phong đèo nhau trên chiếc Exeter chạy tới trước cổng trường đại học, nơi mà cả 4 đứa khác đang chờ sẵn. Đủ chưa? Có 2 thằng bay là lên trễ nhất đó. Để coi, thằng Phong, thằng Tú, con Hà, con Thảo, thằng Dương, tao. Ok, đủ rồi. Đắc Nông thẳng tiến. Cả bọn đồng thanh, Đắc Nông thẳng tiến. Chuyến đi kéo dài 6 tiếng. Từ Sài Gòn, chúng tôi đi qua Bình Dương, Bình Phước, rồi cuối cùng tới được địa phận tỉnh Đắk Nông. Hai bên đường là các cao nguyên xanh ngát, trải dài dường như bất tận, đẹp mê hồn. Tâm hồn cảm giác thanh thản và thư thái. Chúng tôi cảm giác như lạc vào một cõi khác, không khí bắt đầu trở lạnh. Tầm 11 giờ 30 trưa, chúng tôi tới nhà thằng Thành. Nó bước tới cổng gọi lớn. Má ơi, con về rồi nè. Một người phụ nữ to lớn bước ra. Về rồi hả con? Dẫn bạn bè về nữa hả? Ha ha. Chúng tôi lên tiếng thưa má nó một tiếng, rồi dẫn xe vào nhà. Ngôi nhà không quá to, chung quanh được làm bằng gỗ, sàn xi măng. Đặt chân xuống cảm thấy lạnh run người. Mấy con vô nhà chơi đi. 4 đứa con trai qua phòng thằng Thành thay đồ rửa mặt đi. Còn 2 đứa con gái đi theo bác. Các con đi đường mệt rồi, để bác chuẩn bị đồ ăn. Ăn rồi nghỉ một chút, rồi kêu thằng Thành dẫn đi chơi. Dạ, làm phiền bác rồi. Trưa hôm đó, chúng tôi lần đầu được ăn món heo rừng do ba nó bắt từ trong rừng về, và nó là tuyệt phẩm luôn. Tiếp theo, nó dắt bọn tôi đi lên đồi chơi, chụp ảnh, nói chuyện vui đùa. Chơi chán, nó dẫn đi vào tham quan thác đá trong rừng. Hành trình đi qua các khe đá, băng qua các hang động, leo lét qua các nhánh cây to lớn, cuối cùng thấy được thác đá. Phải nói là hùng vĩ cực kỳ. Tôi vui sướng, cảm giác như mình được tham gia một cuộc chiến sinh tồn thật sự. Chúng tôi vui chơi tới 5 giờ chiều, sau đó trở về nhà thằng Thành, chuẩn bị cho bữa chiều. Má nó nướng cho một con gà rõ to tiếp đãi. Trong bữa ăn, tối nay các con có định đi đâu không? Thành đáp, tối con tính dắt tụi nó ra bãi đất trống chơi, sẵn trải chiếu đem vài miếng thịt gà với vài lon bia ra ngoài nhậu cho vui. Ừ, đi về sớm sớm nha tụi con. Chợt thấy nét ưu tư trên nét mặt của mẹ nó,
mà nhớ đi đâu thì đi, đừng có bén mảng lại gần căn nhà hoang gần bờ hồ. Thằng Thành như biết trước điều gì, nó im lặng đáp. Dạ con biết rồi má, con sẽ nhắc tụi nó. Tôi lên tiếng. Ủa, tại sao vậy bác? Mẹ Thành phớt lờ. Không có gì đâu, tại bác sợ gần bờ hồ gió lạnh tụi con. Thôi thôi, ăn đi ăn đi. Tối hôm đó, thằng Thành, tôi và thằng Phong, thằng Dương đi lấy củi mang ra bãi đất trống, đốt lửa lên cho có ánh sáng. Phát cái loa kẹo kéo ra, với thùng bia, con gà nướng, xiên que nướng. Chúng tôi ăn nhậu, ca hát nhảy nhót bất chấp cả núi rừng. Tầm 1 giờ đêm, chúng tôi mệt lả, xỉn quất cần câu. Bèn thu dọn vào nhà ngủ. Ba thằng ôn vật ngủ say như chết, ngáy rõ to. Còn đánh rắm nữa, thối kinh khủng. Làm tôi không ngủ được, cộng với việc lúc nãy tôi lén đổ bia ra cỏ, nên bây giờ cũng không quá say. Đêm đó tôi thao thức mãi, tôi nghĩ. Mình luôn ao ước có một ngày được thổi sáo bên dòng sông, bên ánh trăng trong một đêm vắng tĩnh mịch. Bây giờ bờ sông đã có, ánh trăng đã có, lại thêm đêm tối tĩnh mịch nữa. Một không gian tuyệt vời như vậy mà mình đành bỏ lỡ hay sao? Không được. Nghĩ vậy rồi, tôi liền ngồi dậy, vén mùng bước ra, lục giỏ lấy cây sáo, chiếc loa mini, với tay lấy cái áo khoác, rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Đêm ở đây quả thật lạnh cực kỳ, khác hẳn 360 độ so với Sài Gòn nơi tôi sống. Tôi xe tay thổi phù phù, bước đến bờ hồ, tôi nghe dòng nước chảy róc róc. Nhìn lên, tôi thấy mặt trăng vẫn còn rất sáng, soi sáng cả mặt nước, đúng là một khung cảnh trong mơ. Tuyệt phẩm, tôi thốt lên thành tiếng. Bất chợt tôi cảm giác như một luồng gió vừa lướt qua sau lưng mình, lạnh cống. Tôi quay lại, không thấy gì. Đột nhiên giật mình vì cái lo mini trên tay tôi bỗng phát lên nhạc. Lạ thật, đã bấm nút nào đâu mà lên tiếng. Bị chạm mạch hay là gì vậy? Tôi nói khẽ, sẵn đang phát bài nhạc tôi thích. Tôi tiến lên phía trước, đặt cái lo xuống tảng đá nhỏ. Đứng trước bờ hồ, cầm cây sáo thổi theo điệu nhạc. Tiếng sáo du dương trầm bổng vang vọng cả một vùng. Ngay lúc này đây, tôi đang cảm giác như mình đang là một lãng tử phong trần ngao du thiên hạ, sẵn đường ghé ngang một chốn bồng lai, trùng hòa mình vào trời đất bằng âm nhạc. Tôi cứ nhắm mắt mà thổi. Bỗng, anh thổi sáo hay lắm. Giật mình tôi quay lại thì thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa giữa lưng. Cô đứng đằng sau tôi từ bao giờ. Tôi thấy cô gái đó gương mặt rất xinh và khả ái, mặc dù trời đã tối, chỉ còn leo lét ánh sáng yếu ớt của ánh trăng. Tôi ngẩn ngơ một hồi rồi ấp úng. Cảm ơn, mà em là ai vậy? Em là một người sống gần đây thôi. Anh chắc là người từ nơi khác đến à? Ừ, anh ở Sài Gòn xuống nhà bạn chơi, nhà nó kia kìa. Nói rồi tôi lấy tay chỉ về phía nhà thằng Thành. Ô, ra vậy. Khuya rồi, sao em còn ra ngoài? Bộ em không sợ à? Sợ gì anh? Tôi gằn giọng. Ma. Cô gái cười. Không, em ở đây từ nhỏ đến lớn. Mà anh thổi sáo hay lắm. Anh thổi tiếp đi, em thích lắm. Được gái đẹp khen, tôi tự tin. Được rồi, để anh thổi tiếp em nghe bài Nữ Nhi Tình nha. Nói rồi tôi với tay bật nhạc từ cái loa mini lên, quay mặt về phía bờ hồ. Tôi cứ say sưa thổi. Bỗng tôi nhớ lại, hình như tình huống này mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nó quen quen. Đúng rồi, giấc mơ hôm qua. Đúng rồi. Tôi buông cây sáo khỏi miệng rồi bất ngờ quay ra sau theo phản ứng. Đúng như dự đoán, không thấy cô gái ban nãy đâu. Tôi xoay đi xoay lại tìm kiếm vẫn không thấy. Xung quanh chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Em ơi, em đâu rồi? Em gái ơi. Em đây. Bỗng tôi giật bắn người, suýt rơi cây sáo trên tay vì tiếng nói cô gái phát ra ngay sau lưng tôi. Tôi quay lại. Trời đất, em đi đâu mà lúc ẩn lúc hiện vậy, làm anh hết hồn. Em xin lỗi, làm anh sợ sao? Cố tỏ vẻ bình tĩnh. Không, anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Mà thôi, để anh thổi tiếp nha. Lúc nãy thổi chưa hết bài. Nói rồi tôi lại quay ra phía bờ hồ. Bóng cô gái ôm chầm lấy tôi từ sau. Em lạnh lắm. Bị ôm bất ngờ, tôi vừa mừng vừa lo, rối rít giây lát. Em làm gì vậy?
em lạnh lắm, anh ôm em đi. Gỡ đôi bàn tay lạnh cống nhưng mịn màng của cô ra, tôi quay lại đối diện với cô. Em về nhà ngủ đi em, ở đây lạnh, bà má em biết đánh đòn đó, con gái khuya ra đường là không tốt. Chưa kịp nói dứt câu thì cô gái đã xà vào lòng tôi. Em không có ba má, em ở một mình từ nhỏ tới lớn, em cô đơn lắm. Tôi đang bối rối cực kỳ, tại sao một cô gái mỏng manh như em lại có thể sống một mình ở nơi như thế này được? Thật không thể tin nổi. Em rất thích những người con trai lãng tử như anh, em rất thích. Em ấy thích tôi. Em ấy nói là thích tôi kìa. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi được con gái hành động như thế này. Lại còn là một em gái trẻ đẹp. Tôi cảm thấy lâng lâng trong lòng, tràn đầy sự sung sướng, không thể diễn tả cảm giác lúc ấy. Hay là anh về nhà em chơi đi? Chưa kịp trả lời thì như có một sức mạnh vô hình khiến tôi phải bước đi theo em. Tôi lúc này gần như vô thức, chỉ biết có em, cô gái áo trắng yêu dấu của tôi. Tôi đi theo em một lúc, không biết là đã đi cách nhà thằng Thành bao xa và bây giờ mình đang ở đâu. Tôi thấy trước mặt mình là một ngôi nhà sàn gỗ khuất sau những lùm cây, có một cây cổ thụ dài và những cái sợi dây gì đó chì xuống, nhìn kinh dị lắm. Đây là nhà của em, anh vào đi. Tôi bước vào, ngồi xuống sàn quan sát. Nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, đúng là nhà của con gái. Nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao một người con gái như em lại ở đây một mình? Ba má em đâu chứ? Đang mãi loay hoay với suy nghĩ đó thì chợt tôi thấy em từ trong một căn phòng bước ra, nhưng không một mảnh vải trên người. Chết tôi rồi, tôi đang gặp cái gì đây? Tôi đang ở một nơi gì đây? Tôi đang tỉnh hay là đang mơ đây? Cô gái tiến tới trước mặt tôi. Anh thích không? Gần như chết lặng trước hình ảnh trước mặt, tôi trân mắt nhìn, tâm hồn dường như bay đi đâu mất. Tôi chỉ còn biết khẽ thì thầm trong miệng theo quán tính. Thích, thích. Rồi cô gái áo trắng. À không, bây giờ đã không còn áo trắng nữa rồi, phải gọi là tiên nữ. Em đẹp mê hồn, nước da trắng như tuyết, tóc dài thước tha chấm giữa lưng. Đôi mi cong là môi mọng, mũi cao thanh tú, càm nhọn và đặc biệt đôi mắt đen lái hút hồn người đối diện. Em chẳng khác gì hình ảnh những nhân vật thần tiên tỷ tỷ trong tiểu thuyết Kim Dung tôi thường đọc. Rồi em bất chợt ngồi xuống đối diện, đưa mặt sát vào tôi, cầm tay tôi lên, em nói. Em lạnh lắm, hãy sưởi ấm cho em. Rồi em áp người vào ôm tôi, mùi hương tóc em xông vào mũi, cảm giác đê mê đến lạ. Tôi hôn vào tóc em. Rồi như một con thú hoang dã bị bỏ đói lâu ngày, vô tình thấy được mồi béo, tôi chợt tỉnh giấc sau cơn vô thức vừa qua, vồ vập lấy thân thể trần truồng của em. Ngoài trời, tiếng gió thổi vi vu qua các lỗ hổng ngôi nhà, tiếng dế kêu, những hàng cây quật vào nhau xào xạc trong đêm như muốn tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt vời của tôi với em. Đêm đó, ánh sáng chiếu vào mắt làm tôi chói. Choàng tỉnh dậy sau một đêm dài mệt nhọc, nhìn quanh không thấy cô gái áo trắng, tôi đứng dậy đi ra bên ngoài cũng không thấy. Bất chợt tôi nghe tiếng điện thoại báo pin yếu, tôi thò tay vào quần móc điện thoại ra, thì thấy đã gần 11 giờ trưa kèm theo 22 cuộc gọi nhỡ của lũ bạn. Chết rồi, phải về ngay. Mày đi đâu từ khuya hôm qua tới bây giờ mới về? Thằng Thành hỏi. Đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc vốn đã rối nùi, tôi ấp úng. À, chuyện là tối hôm qua tao ngủ không được nên ra bãi đất trống thổi sáo một chút. Tao mê thổi sáo, tụi mày cũng biết mà. Thằng Dương tiếp. Vậy sao 5 giờ sáng tao dậy đi tiểu thì cũng không thấy mày đâu? Mày đi đâu, nói thiệt đi. Là tao thổi một hồi xong tao mệt, nằm xuống ngắm trăng ngắm sao, xong cái tao ngủ quên hồi nào không hay luôn. Điện thoại thì để rung. Tối nhậu xỉn, sáng nay dậy trễ cũng là điều bình thường mà, không phải sao? Con Thảo vẻ mặt tinh ranh, đa nghi hỏi. Tú nói thật chứ? Thật, nói dối làm gì? Tối rồi tôi còn đi đâu được nữa. Thành đứng dậy quay vào nhà. Thôi, mày vô rửa mặt ăn sáng đi, rồi đi chơi với tụi tao. Tụi mày nhớ, tụi này chờ mày cả buổi rồi đó, nhanh đi. Ngồi bên bờ đá, nhặt từng viên ném xuống thác,
Tôi thẫn thờ nhớ lại chuyện tối hôm qua. Đúng là không thể tin được. Sao không ra chơi với tụi nó? Ngồi đây thơ thẩn cái gì vậy? Tôi giật mình quay lại thì thấy thằng Phong. Nó tiến tới ngồi gần bên cạnh. Tại sao mày lại nói dối mọi người? Tao nói dối chuyện gì? Chuyện tối hôm qua, rõ ràng là mày không hề ra bãi đất trống. Tôi bất ngờ quay sang nhìn Phong. Sao mày biết? Tối qua, tao thức dậy đi tiểu thì thấy mày đi về hướng bờ hồ. Mày nói lảm nhảm cái gì đó một mình. Tao nói chuyện với em áo trắng chứ một mình hồi nào? Tôi buộc miệng. Phong trố mắt hỏi. Em áo trắng nào? Tôi luống cuống đứng dậy. Không, không có gì. 2 giờ đêm, khi mọi người đã ngủ say, tôi lén bước ra ngoài. Tôi muốn gặp lại em để nói lời từ biệt, vì đêm nay là đêm cuối cùng tôi ở Đắk Lắk. Tôi muốn gặp em lần nữa để thông báo cho em biết, và hơn hết tôi nhớ em. Bước đến căn nhà sàn gỗ nơi em ở, bước lên bậc và tiến tới gần cửa, tôi lên tiếng gọi. Em ơi em, là anh đây, em ngủ chưa? Không thấy tiếng trả lời. Chắc là em ngủ rồi. Mình không thể vô duyên đánh thức con gái người ta vào giờ này được. Thôi thì mình về, lần sau rảnh mình sẽ lại tới thăm em. Tôi nghĩ thầm. Anh tìm em à? Thốt tim quay lại thì tôi thấy em đang đứng sau tôi. Trời đất ơi, em hù chết anh rồi. Em làm ơn đừng có làm như vậy nữa, có ngày anh đứng tim mà chết đó. Nở một nụ cười trừ. Em xin lỗi. Rồi em gục đầu vào người tôi. Em nhớ anh lắm. Xoa đầu cô gái. Anh cũng nhớ em. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Thôi vào nhà rồi nói anh. Bước vào nhà. Anh đợi em xíu. Em đi đây cái. Ờ em đi đâu vậy? Một lát sau. Em về rồi đây. Em đi đâu vậy? À không có gì. Anh có chuyện muốn nói với em. Em tiến tới hôn tôi. Có chuyện gì để nói sao đi. Bây giờ. Nhưng em à, chuyện này. Chưa kịp nói dứt câu thì em đã quấn lấy tôi. Tôi... 5 giờ sáng, ôm em trong tay. Em tên gì vậy? Anh còn chưa biết tên em. Em tên Lan. Anh tên Tú. À, mà Lan này, hôm nay là bữa cuối, anh ở đây, anh sắp về Sài Gòn rồi. Em ngước lên. Anh bỏ em đi sao? Không, khi nào rảnh anh sẽ tới đây thăm em. Và gì? Sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ tới đây trước em về. Em không thể ở đây một mình hoài được. Anh muốn lấy em. Em cảm ơn, rồi em ôm tôi. À mà Lan nè, ba má em đâu rồi? Sao em lại sống chỉ có một mình nơi này? Ba má em mất rồi, em ở với dì. Dì em đi chơi ở nhà họ hàng mấy ngày nay. Hóa ra là vậy. Lan thật là đáng thương. Nhất định tôi sẽ đối xử thật tốt với em. Nhất định là vậy. 6 giờ sáng, tranh thủ lúc còn sớm, tôi từ biệt Lan trở về nhà thằng Thành, chuẩn bị trở về Sài Gòn. Trên đường về tôi rất buồn, tôi rất nhớ Lan. Tôi nhớ mãi hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng đứng cạnh cửa gỗ vẫy tay lúc tôi từ biệt. Trong lòng tôi quyết tâm phải trở lại đây để gặp Lan và để rước em về, vì tôi đã yêu em mất rồi. Trở về Sài Gòn, tôi quay trở lại cuộc sống thường nhật. Nhưng lúc nào tôi cũng nhớ tới hình ảnh của Lan. Tôi thường hay cầm cây sáo lên sân thượng, thổi bài Nữ Nhi Tình, bài hát mà em rất thích nghe. Tôi thường mơ thấy Lan, rồi mơ hình ảnh hai chúng tôi quấn lấy nhau trong căn nhà sàn bé nhỏ. Rồi em gọi tôi đi theo em, đi sống với em, nhưng tôi hỏi đi đâu thì em không trả lời. Sau những đêm như thế thì cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tôi không ăn được, ngủ cũng không lâu. Mặt mày càng ngày càng xanh xao, thân hình thì ốm lại cả chục ký. Hôm đó thằng Phong tới thăm. Mày sao rồi? Tao không sao, chỉ bị suy nhược cơ thể một chút thôi, uống thuốc vài ngày là hết. Thân người của mày như vậy mà nói không sao? Phong tiếp. Từ khi còn trên Đắk Nông thì tao thấy mày không ổn rồi. Có chuyện gì không? Tôi quay đi chỗ khác. Không có chuyện gì. Lặng thinh một hồi rồi thằng Phong nói. Được, nếu mày không nói thì tao sẽ nói trước. Tao nghĩ mày cũng sợ hãi giống tao. Tôi nhìn nó. Nói đi, chuyện gì? Phong lại sát bên giường tôi, tỏ vẻ mặt quan trọng. Tối hôm đầu tiên ở Đắk Nông, tao thấy mày đi ra bờ hồ. Tao nghi nghi rồi, hỏi thì mày không nói. Nên tối tiếp theo, tao đã đi theo dõi mày. Tôi vội ngồi bật dậy, mặc dù rất yếu ớt.
mày nói cái gì? Mày đi theo dõi tao? Tao xin lỗi, nhưng cũng vì chuyện này mà tao mới biết được sự thật động trời. Và tao nghĩ đó là điều mày cũng thấy, nhưng sợ không dám nói ra. Tôi nghĩ là thằng Phong đã biết quan hệ của tôi với Lan rồi. Nhưng dù sao nó cũng là bạn thân của tôi, cũng không có gì quan trọng. Rồi nó nói tiếp. Tao đi theo mày đến một con đường nhỏ, rồi mày rẽ vào. Tao rẽ theo, nhưng vì chậm chạp nên tao bị mất dấu. Tao nhìn xung quanh thì cũng không thấy mày. Tao định ra về rồi, nhưng... Nhưng sao? Bây giờ vẻ mặt của thằng Phong lộ rõ vẻ sợ sệt. Nó hít thở mấy cái rồi nói tiếp. Nhưng tao thấy có một cô gái ngồi bên đường úp mặt xuống đầu gối mà khóc. Lúc này tao thấy ớn ớn rồi, nhưng tao nghĩ lại, nếu nó là người bình thường, bị gặp rắc rối gì nửa đêm, tao mà không giúp thì tao quả là thằng khốn. Rồi sao nữa? Tao tiến tới kêu, em ơi, có chuyện gì vậy? Thì sao? Mặt thằng Phong đỏ tía rồi nói như muốn khóc. Tao thấy nó ngước lên mà mặt mày trắng như xác chết, hai con mắt lởm vô không thấy cái gì, đen thui, nó không có mũi. Tao thấy vậy tao té xuống. Nó nói tiếp, cái lưỡi của nó dài thò ra, nó hướng về phía tao. Trời ơi! Vừa nói thằng Phong vừa đưa hai tay ướm cho tôi xem độ dài của cái lưỡi đó. Rồi tao sợ quá, tao vụt chạy về. Sao mày không nói chuyện này với ai? Mắt ngấn nước mắt, nó nói. Tao không nói vì sợ nói người ta không tin. Với lại nói rồi khiến mấy đứa khác sợ hãi. Mẹ thằng Thành đã dặn là không được đi lung tung gần bờ hồ. Vậy mà tôi cảm thấy khiếp đảm câu chuyện vừa rồi của thằng Phong. Tôi nghĩ nó nói xạo. Nhưng nó nói xạo tôi làm gì? Xưa tới giờ hai đứa chơi với nhau chưa từng bị chuyện như vậy bao giờ. Và lại lúc này mặt của nó đỏ, nó khóc, nó sợ hãi tột cùng, không giống nói dối. Tao thấy mày đi vào đấy, tao nghĩ mày cũng gặp con quỷ đó và mày cũng sợ hãi giống tao, cho nên mày trở bệnh như thế này. Tao không hề gặp ma như mày nói, tao gặp người. Thằng Phong trố mắt, người nào ở trong đó? Tôi lặng im vài giây. Thôi, dù gì kể với mày cũng không sao, mày là bạn thân của tao. Rồi tôi kể lại mọi diễn biến câu chuyện cho thằng Phong nghe. Quái lạ, sao một đứa con gái như mày nói là sống ở một nơi hoang vu, hẻo lánh mà sống chỉ có một mình nữa. Nơi đó có con quỷ đó. Tôi toan lên tiếng giải thích về gia cảnh của Lan thì thằng Phong tiếp. Trừ khi cái gì? Phong nhìn tôi vẻ mặt khiếp sợ. Cô gái mày gặp chính là con ma đó. Tôi nổi nóng. Ma cái gì? Mày điên rồi. Bỗng tôi thoắt nhớ lại điều gì. Tôi hỏi lại Phong. Lúc mày gặp con quỷ đó là lúc mấy giờ? Tao nghĩ tầm 2:30. Tối đó Lan nói với tôi, Lan đi ra ngoài một chút. Tôi nhìn điện thoại cũng tầm 2:30. Chẳng lẽ... Gạt suy nghĩ đó ra, tôi nói. Không thể nào, ma thì làm sao mà quan hệ được với người chứ? Thằng Phong thốt to. Cái gì? Mày quan hệ với ma? Tôi im lặng gật đầu thú nhận. Rồi bất chợt lên tiếng. Nhưng chắc gì Lan đã là ma? Tao thấy em ấy là một người hết sức bình thường như bao người, cười nói và mọi cử chỉ đều rất bình thường. Phong vội cắt ngang. Là người mà ở nơi có ma mà vẫn không biết à? Tôi không nói gì, ngồi lặng người giây lát rồi vô thức nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Thằng Phong nói đúng, quả thật chuyện này rất đáng ngờ. Em nói là dì em đi ra nhà họ hàng chơi, nhưng tại sao dì lại để thân em con gái ở nhà một mình mấy ngày như vậy? Sao không dẫn em đi cùng? Còn chuyện thằng Phong gặp ma chắc chắn là không lừa mình vì thái độ của nó rất nghiêm túc. Lan ơi, lẽ nào... Nếu mày vẫn không tin thì tụi mình cứ đi một lần nữa để kiểm chứng. Tôi quay sang nhìn Phong, đi đâu? Đắk Nông. Rồi tôi quay đầu về chỗ cũ, Phong tiếp. Tụi mình sẽ nói thật cho mẹ thằng Thành biết chuyện rồi tìm cách giải quyết. Chứ tao thấy mày sắp không ổn rồi. Nhưng đang là kỳ nghỉ, thằng Thành về quê rồi, ai dẫn đường cho bọn mình? Tao nhớ đường, không thì dùng Google Map, bất quá tới nơi mình kêu nó chỉ đường. Nói rồi Phong nhìn kỹ vào mặt tôi, vẻ mặt tập trung. Tôi ngồi dậy hít thở một cái rồi nhìn thẳng vào nó. Được, trên đường khung cảnh vẫn vậy, vẫn những cao nguyên xanh ngát, những hồ nước trong xanh. Vẫn rất đẹp, nhưng không hiểu sao
tôi không buồn nhìn, vì tâm trạng lần này khác với lần trước. Tôi hy vọng là thằng Phong nói dối tôi để tôi khai ra mối quan hệ với em. Và em vẫn là Lan, vẫn là một người tình tuyệt vời, một người con gái bình thường như bao người. Thành ơi, ai đó? Là tao, Phong đây. Phong nào? Phong Cùi. Ra mở cửa đi, nắng quá nè. Thằng Thành luống cuống chạy ra. Trời, ủa? Sao tụi mày xuống đây nữa? Sao biết đường hay vậy? Tụi tao dò Google Map, tụi tao... Tôi tiến tới chen ngang thằng Phong. Tụi tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày và mẹ mày. Thành nheo mắt, tỏ vẻ thắc mắc. Chuyện quan trọng, tao, mẹ tao, gì mà tụi bay làm vẻ mặt nguy hiểm quá vậy? Nghe tiếng mẹ thằng Thành từ trong nhà bước ra. Ủa, hai con tới chơi nữa hả? Vô đi tụi con. Thành, sao không kêu bạn vô nhà? Không thấy trời nắng hả? Chúng tôi lên tiếng chào mẹ nó một tiếng rồi vào nhà. Ủa, có hai con xuống thôi à? Mấy đứa kia không đi hả con? Thằng Phong trả lời một cách nghiêm nghị. Chỉ có hai tụi con thôi. Hôm nay tụi con có chuyện quan trọng muốn nói với bác và thằng Thành. Hai mẹ con thằng Thành ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi đồng loạt quay nhìn hai chúng tôi. Chuyện gì vậy con? Thằng Thành cũng ngồi xuống. Ừ, chuyện gì? Tụi mày nói nhanh đi, úp mở hoài. Quay sang nhìn thằng Phong, tôi thấy nó gật đầu như lời đề nghị bắt đầu câu chuyện. Trời ơi, con nói thật chứ? Mẹ thằng Thành há miệng lắp bắp. Tao đã dặn hai đứa bay là không được lại gần bờ hồ kia mà. Thành lên tiếng. Tôi nheo mày hỏi. Nhưng thưa bác có biết cô gái sống trong căn nhà đó không? Cô gái có tên Lan, nó còn biết đi. Bác biết. Bác ấy biết Lan, như vậy có nghĩa là Lan có tồn tại. Hay quá, tôi nghĩ thầm. Nhưng nó đã chết cách đây 25 năm rồi. Tôi điếng người, nổi cả óc khi nghe câu nói kế tiếp của mẹ thằng Thành. Thằng Phong cũng làm rơi chiếc chìa khóa xe đang cầm trên tay. Đôi mắt vô hồn, tôi chậm chậm xoay đầu sang nhìn bác. Bác nói vậy nghĩa là sao? Thở dài một tiếng, bác định nói thì thằng Thành nắm lấy tay mẹ mình, lay. Mẹ, đừng! Gỡ tay nó ra. Bác nói. Thôi, dù sao hai tụi nó cũng đã thấy rồi. Chúng ta cũng nên cho tụi nó biết sự thật. Phong và tôi nhìn mẹ nó một cách không thể chăm chú hơn. Chuyện là con Lan khi xưa ở cái thôn này sống với má và ông Dượng, chồng hai của má nó, ở cái nhà sàn bên kia. Rồi bác hất đầu ra phía bờ hồ nhìn sang. Con bé xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn, lại hiền lành lễ phép, ai cũng thương cũng mến. Bác khi đó cũng có chơi chung với nó. Bác và con Lan thường hay đi học về cùng đường với nhau, hay trò chuyện với nhau, hay tắm suối cùng nhau, bắt cá rồi lên nương, lên rẫy. Nó cũng hay qua nhà bác chơi. Bác nhìn bọn tôi rồi tiếp. Nó tài lắm nghe con, cái gì cũng làm được. Cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, cái gì cũng giỏi hết. Đặc biệt nó rất mê bộ môn thổi sáo. Nó rất thích nghe mấy ông già trong làng thổi sáo. Có thời gian nó tập thổi sáo. Nó từng nói với bác là phải tập thổi cho được cái bài Nữ Nhi Tình, vì nó rất mê bài hát đó. Nhưng chưa hoàn thành ước muốn thì... Nói tới đó, mẹ thằng Thành sụt sịt, hít hít, rồi vén áo lau nước mắt. Tôi nôn nóng chồm tới trước. Thì sao hả bác? Hồi độ năm 89, má của nó bị ung thư phổi. Bệnh này khó phát hiện được sớm, nên khi má con Lan phát hiện thì bệnh tình đã trở nặng, không còn cách chữa trị. Rồi má nó mất khi nó mới 13 tuổi. Rồi như không kiềm chế được, bác chửi thề. Còn mẹ nó, thằng chồng hút thuốc, thằng chồng không chết để cho con vợ phải dạ lây. Đúng là thằng súc sinh mà. Thằng Phong lên tiếng. Chắc do ông ấy nghiện thuốc thôi, sao bác chửi nặng lời thế? Nó không chỉ nghiện thuốc mà còn là con sâu rượu. Ngày nào cũng nhậu nhẹt say xỉn, về đánh đập vợ con, rồi còn ăn cắp tiền dành dụm của mẹ con Lan đi đá gà. Các con nói có phải là súc sinh không? Hai chúng tôi im lặng, rồi bác đột nhiên khóc nức nở. Tội nghiệp con Lan. Sao bác? Thành đét khăn giấy cho mẹ lau nước mắt, rồi bà tiếp. Khoảng năm 94, năm đó bác và con Lan tròn 18 tuổi.
Bác còn nhớ, hôm đó là chiều thứ bảy. Hôm đó trời mây đen xám xịt, chuẩn bị mưa. Bác và nó mới đạp xe đi học về. Bác và con Lan vẫn vẫy tay nhau chào vui vẻ trước nhà nó. Và bác không ngờ hôm đó cũng là hôm cuối cùng bác và nó gặp nhau. Mẹ thằng Thành lê bước đến phía trước nhà, hướng đầu về phía bờ hồ hướng nhà Lan. Chiều hôm đó... Mày vừa đi học về đó hả Lan? Đi mua cho tao 2 xị rượu. Dượng tự đi mua đi. Vậy mày đưa tiền cho tao, tao tự đi mua. Tiền cũng đóng học phí hết rồi. Ông Dượng khệnh khạng đứng dậy. Mày con tao mà dám ăn nói với tao như vậy đó hả Lan? Lan lớn tiếng gắt gỏng. Dượng là đàn ông mà suốt ngày nhậu nhẹt, cờ bạc, không lo đi làm kiếm tiền, sống bám vào tiền làm thêm của con gái Dượng như vậy. Dượng coi được hả? Dượng có phải là con người nữa không? Bóp! Còn mất dạy. Lan mắt đỏ hoe, đứng dậy, ôm má, rồi chạy xuống nhà sau. Ngồi xó bếp, gục đầu xuống hai đầu gối khóc nức nở. Má ơi, con khổ quá má ơi. Con nhớ má lắm má ơi. Tối hôm đó... Ai vậy? Là Dượng nè con. Dượng, sao Dượng lại vô buồn con? Dượng xỉn rồi, về phòng ngủ đi, hồi quá. Con đẹp lắm Lan à, con giống y như mẹ con, hay là cho Dượng... Chưa nói xong thì ông Dượng lao đến, mở mùng, rồi bay vào ôm Lan. Dượng, buông tôi ra, cứu tôi với. Ngoài trời đang mưa to, sấm chớp liên hồi như nổi trận lôi đình. Tuyệt không ai nghe tiếng kêu của con gái trẻ đáng thương đang bị dày vò thân xác bởi một con ác thú. Nói tới đó, mẹ thằng Thành quỳ xuống sàn khóc ngất. Tôi và thằng Phong, Thành chạy lại đỡ bà dậy, rồi ứa nước mắt, bác nói tiếp. Tối hôm đó, do chịu quá nhiều sự tủi nhục và chua xót, con Lan liền treo cổ chết ở ngay cây đa trước nhà. Sự việc này làm thằng súc sinh đó bị vô tù. Đáng đời cho kẻ khốn kiếp. Rồi bác bùi ngùi. Nhưng cũng kể từ ấy, người nào đi ngang qua khu vực đó cũng đều thấy cô gái mặc áo dài trắng ngồi khóc bên đường. Có khi thấy nó treo cổ lủng lẳng trên cây đa, mặt mày trắng xác, lưỡi thì thè dài ra. Thì ghê lắm tụi con ơi. Thằng Phong nhìn tôi suýt xoa tay đang nổi da gà da vịt. Rồi riết người ta sợ, không ai dám đi ngang qua con đường đó nữa. Căn nhà sàn gần bờ hồ cũng từ đó mà không ai dám đi tới, càng không dám nhắc tới. Tôi cố trấn an bản thân, rồi mạnh dạn trả lời bác. Nhưng bác ơi, rõ ràng là con đã thấy Lan là một người bình thường, rất xinh đẹp và không hề ghê rợn như mọi người thấy. Cô ấy còn mời con vào nhà. Nhà cửa rất sạch sẽ, ngăn nắp, hoàn toàn không phải là nhà quan đâu bác. Thằng Thành liền hỏi dồn. Mày vô nhà đó? Ừ, và còn gì nữa? Rồi tôi nhìn thẳng vào mặt thằng Thành và mẹ của nó như dễ xác nhận. Quan hệ tình dục. Trời ơi, còn dám. Rồi tôi lên tiếng trấn an. Nhưng nếu là ma thì không thể xảy ra chuyện đó được, đúng chứ bác? Sao lại không hả con? Rồi ngoài chuyện đó ra còn gì nữa không? Dạ, con tối về ngủ thì thấy Lan, thấy hai chúng con ân ái với nhau. Rồi Lan gọi con đi cùng với Lan, nhưng đi đâu thì không thấy trả lời. Mặt mẹ thằng Thành xanh mét, rồi lầm bầm. Thôi chết rồi, sao vậy bác? Vậy là nó thích con rồi, nó muốn con đi cùng với nó, có nghĩa là... Thằng Phong lên tiếng. Nghĩa là... Con phải chết mới có thể sống chung được với nó. Tôi điếng người ngồi bệt xuống ghế, hai mắt trân tráo liếc qua liếc lại nhìn hư không. Nhưng... Mẹ thằng Thành nói, nếu con chưa tin thì chúng ta đi. Đi đâu hả bác? Bác nhìn thẳng mặt tôi, tới nhà con Lan. Thằng Phong sợ sệt. Thôi bác ơi, tới đó làm chi nữa, ghê lắm. Thành lên tiếng trấn an. Mày yên tâm, ban ngày nó không dám xuất hiện đâu. Lặng yên dây đát, tôi đứng dậy. Được rồi, chúng ta đi. Rồi tôi bước ra cổng, đi thẳng về hướng nhà Lan. Thằng Thành và mẹ nó cũng vội vã đi theo. Ê, chờ tao. Phong với giọng nói theo. Tuy trong lòng đã thầm nghĩ, Lan không phải là người con gái bình thường nữa, mà là một ma nữ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn hy vọng những điều đó không phải là sự thật. Tôi hy vọng một chút nữa tôi tới,
Lan sẽ lại tiếp đón tôi với một nụ cười tươi tắn. Mặc dù hy vọng đó xem chừng là điều rất khó xảy ra. Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng, xen kẽ sợ hãi về những chuyện vừa qua. Bước tới con đường nhỏ dẫn vào nhà Lan, thằng Phong chạy đến ôm tay tôi, miếu máu rồi chỉ vào hướng ven đường. Đây, đây nè, hôm bữa nó ngồi ở đây. Tôi nhìn, không nói gì và tiếp tục đi. Thằng Phong bám sát đằng sau. Tới chỗ cây đa, thằng Thành chỉ tay lên rồi lên tiếng. Tụi mày thấy không, có vết hằn của dây thừng. Bọn tôi nhìn lên, quả thật có vết hằn của dây thừng trên nhánh cây rất đậm. Trên cành vài con quạ thấy tiếng động của người, liền kêu lên mấy tiếng rồi bay tứ tán. Tôi cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh, thằng Phong vẫn bám sát tay tôi. Lấy tay rẽ nhành cây khô, tôi đứng người chết lặng đi khi thấy trước mặt mình ngôi nhà sàn bé xinh ngày nào, giờ chỉ như ngôi nhà hoang, không chủ đã rất lâu rồi. Bật đi lên thì gãy, nóc thì chỗ có chỗ không, cánh cửa cũ bị gió thổi, đóng ra đóng vào có két như chào gọi, khung cảnh âm u đến rợn người. Bước vào nhà, tôi nhìn xung quanh, vẫn những cái chum lớn, cái chiên treo trên cột nhà, cái ghế, cái ấm nước, cái bàn gỗ này, tất cả đều quen thuộc, in sâu vào đầu tôi từ ngày đầu vào nhà Lan. Nhưng sao hôm nay chúng cũ kỹ, bụi bặm, mục nát như đã tồn tại hàng trăm năm. Tôi nhìn xuống chiếc chiếu dưới chân. Đó chính là nơi mà đêm đó tôi và Lan đã có những giây phút va chạm xác thịt. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một hình ảnh chiếc chiếu rách rưới bụi đất. Mẹ thằng Thành lên tiếng. Đấy, còn thấy chưa? Bác đã nói là... Trời ơi Tú, còn sao vậy? Mẹ thằng Thành nói chưa hết, bị cắt ngang vì quay sang nhìn thấy hình ảnh tôi té xuống sàn, hai tay chống ra đằng sau và hai mắt nhìn vào phía trước mặt. Tôi thấy trên bàn thờ phía trước có hình ảnh bụi bặm đến nỗi đống mạng nhện. Đó là ảnh của một cô gái trẻ mặc áo dài trắng, miệng cười thanh tú, phía dưới ảnh có dòng chữ Phạm Thị Mỹ Lan. Sinh năm 1978, mất năm 1994. Trời ơi, đó là Lan, là em Lan của tôi. Mặc dù đã yên trí, Lan đã không còn sống từ trước, nhưng không hiểu sao, thấy hình ảnh này, tim tôi lại cảm thấy buốt nhói như sự việc này vừa mới đột ngột. Thằng Thành chạy tới đỡ tôi dậy. Mẹ nó cũng nhìn tôi rồi nói. Sao, con đã tin lời bác rồi chứ? Tôi lặng đi, đầu chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng thằng Phong thủ thỉ từ phía sau. Anh đã biết sự thật rồi sao? Tôi giật mình quay lại, thằng Thành và bác cũng nhìn về phía thằng Phong. Ngước mặt lên, tôi thấy nó mắt đỏ hoe, cấu tạo khuôn mặt, nhìn tựa như con gái, không giống nó một chút nào. Mày sao vậy Phong? Vẻ mặt trìu mến nhìn tôi, Phong nhẹ nhàng. Em là Lan đây, do ban ngày em không thể ra được nên mượn tạm thân xác này để nói chuyện với anh. Đúng là giọng nói của Lan rồi, nhưng nó lại phát ra từ miệng thằng Phong. Trời ơi, không thể tin nổi, hai mẹ con thằng Thành cũng đứng hình nhìn vào tôi và thằng Phong. Trời ơi, em đó hả Lan, em... Tôi định tiến lại thì theo bản năng tôi lùi bước về sau, vì lúc này tôi định thần lại, Lan đã không còn là con người. Em yêu anh lắm Tú à, hãy đi với em, chúng ta sẽ được sống bên nhau mãi mãi. Tôi ấp úng. Không được, em không còn là người nữa, anh không thể. Lan nổi nóng. Là hai đứa này đã nói cho anh biết đúng không? Nói đoạn, Lan quay mặt qua nhìn mẹ con Thành, vẻ mặt đằng đằng sát khí, kinh dị không thể tả. Tao sẽ giết hai đứa mày. Lan nói rồi đứng dậy, chạy tới bóp cổ mẹ thằng Thành, làm mẹ nó té cái oạch xuống sàn. Hai bàn tay Lan bây giờ đã có móng đen thui, dài sọc, chẳng khác gì móng của mấy con đại bàng cỡ lớn. Thằng Thành chạy lại ôm Lan, nhưng Lan vung tay một cái thì nó đã bay ra đụng vào cột trụ nhà bất tỉnh. Lan đừng! Tôi la lớn chạy tới thì cô ấy quay lại vung bàn tay làm tôi đứng chôn chân, không thể cử động, rồi tiếp tục xoay mặt lại, vẻ mặt hầm hầm nhìn mẹ thằng Thành. Là mày, đã nói với anh ấy, tao phải giết mày. Rồi Lan giơ hai bàn tay sắc nhọn bóp cổ mẹ thằng Thành. Bác ấy nhăn mặt, hò lên mấy tiếng,
rồi cố gắng dùng chút hơi sức nói trong miệng. Đừng giết tao, tao là bạn thân của mày nè Lan ơi. Tiếp tục bóp cổ. Mày nói dối, tao giết mày. Tao, Thúy Mập đây nè Lan ơi. Nghe câu nói phát ra the thế trong miệng mẹ thằng Thành, lúc yếu sức, Lan vội bỏ tay ra rồi trừng mắt hỏi. Mày nói mày là ai? Ôm cổ của mình ho lên mấy tiếng, mẹ thằng Thành ngồi dậy, nhìn thẳng mặt Lan rồi xúc động. Tao là Thúy Mập, là bạn thân của mày đây. Lan nhìn thẳng mặt. Mày là Thúy Mập, bạn của tao sao? Bắt giơ tay vén tay áo lên, chỉ vào vết sẹo ngay gần nách rồi nói. Đây là vết sẹo lúc nhỏ tao bị đuối nước, bị quẹt vô cục đá. Lần đó mày đã cứu tao, mày nhớ chưa Lan? Lan ngậm ngùi. Mày đúng là Thúy Mập rồi. Rồi Lan tỏ thái độ. Nhưng sao mày lại nói chuyện này cho anh ấy biết? Mày có biết là tao cô đơn bao nhiêu năm nay? Tao yêu anh ấy, tao cần anh ấy lắm, mày có biết không? Lan vừa nói vừa khóc nức nở. Nhưng Lan ơi, đó là bạn của con tao, nó còn trẻ, còn tương lai, còn quãng đời trước mắt. Mày không thể ác nghiệt vì bản thân mà đánh mất cuộc sống của người khác như vậy được. Rồi Lan quay nhìn tôi, vừa nói vừa lắc đầu. Không, tao yêu anh Tú, tao muốn sống với anh. Không, không. Nhưng mày là ma, vốn dĩ không thể chung sống được với con người. Thì sao chứ? Lan đứng dậy, vung tay về phía tôi. Thân người tôi lại cử động trở lại. Tôi tiến tới trước mặt Lan, cầm lấy bàn tay móng sắc nhọn của em đưa kề vào cổ. Em muốn giết anh đúng không? Được rồi, em làm đi. Bác Thúy kêu lên. Không, Tú ơi, con điên rồi. Lan nhìn tôi đẫm nước mắt. Làm đi chứ, em còn chờ gì nữa? Lan vẫn nhìn tôi nhút nhát. Tôi tiếp. Và anh nói cho em biết, nếu anh chết, có thành hồn ma đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ đi theo em. Vì anh không yêu một con người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình như em. Tôi nhắm mắt quát lớn hơn. Làm đi! Rồi Lan khuỵu xuống sàn nhà, khóc như một đứa trẻ. Em sai rồi, em sai rồi. Tôi quỵ xuống bên cạnh, lấy tay xoay mặt Lan về phía mình. Tôi bắt đầu nhỏ nước mắt. Anh yêu em lắm Lan, nhưng định mệnh chúng ta không thể đến với nhau. Hẹn em kiếp sau, chúng ta sẽ nên duyên trọn đời. Lan khóc nức nở, tôi như không kìm được cơn xúc động, ôm lấy Lan vào lòng thật chặt, như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Bác Thúy, mẹ thằng Thành ngồi xuống vỗ vai Lan. Tao nghĩ mẹ nên buông bỏ hết quá khứ đau buồn, quên hết sự đợi để đầu thai, làm lại cuộc sống mới đi Lan à. Lan buông tôi ra, nhìn tôi rồi nhìn bác Thúy. Nhưng tao không thể làm được. Tao và Tú sẽ giúp mày vào chùa, nghe kinh hướng Phật, nơi đó sẽ giúp mày sám hối, mau đầu thai kiếp mới. Lan gục đầu xuống, tiếp tục khóc. Tôi ôm Lan. Lát sau, Lan ngẩng đầu lên, quẹt hai dòng nước mắt. Được, tao đồng ý. Bà chúng tôi đứng dậy, Lan nhìn bác Thúy. Cảm ơn mày, Thúy à. Kiếp này hay kiếp sau gì, tao cũng sẽ không quên mày. Mày luôn là bạn tốt của tao. Bác Thúy quay đi ôm mặt khóc. Rồi Lan quay qua, chồm tới hôn má tôi một cái rồi nói. Hẹn anh kiếp sau, ta tái ngộ, Mỹ Lan luôn yêu anh. Dứt câu thì thấy Lan gục mặt xuống, tôi lai người. Lan, Lan! Có chuyện gì mà nhìn tao dữ vậy? Tao đang ở đâu đây? Tiếng thằng Phong, vậy là Phong đã trở lại. Điều đó có nghĩa là Lan đã rời đi thật rồi. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh với hy vọng nhỏ nhoi sẽ thấy em. Nhưng tôi không thấy gì. Tôi chạy lại gục đầu vào thành cửa khóc nức nở. Lan ơi! Buổi sáng hôm sau, chúng tôi quay trở lại ngôi nhà của em, đem di ảnh và mời người về tiễn vong em lên chùa. Tại chùa, linh hồn của cô Lan đã không còn giận dữ. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy trút bỏ muộn phiền, toàn tâm hướng Phật, mau đầu thai chuyển kiếp. Bác Thúy cúi đầu cảm ơn. Rồi tôi và bác Thúy chào thầy ra về. Bước ra cổng, ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy Lan, hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng, ngày nào đứng vẫy tay ngay cửa gỗ chào tôi. Nay lại tái hiện ngay bên cạnh nhà sư. Lan cười với tôi cười vẫy tay,
rồi quay ra bước chân đi vậy. Mắt đỏ hoe, cố giấu nỗi xúc động để em yên trí mà ra đi thanh thản. Câu chuyện thứ ba, bóng ảnh trên gạch men, tác giả Sally Hoàng. Tường nhà tôi là tường ốp gạch, loại gạch men trắng sữa nên có thể phản chiếu ít nhiều những thứ đối diện nó. Chuyện xảy ra vào khoảng tôi học lớp 8, lúc ấy là khoảng trưa, gần 11 giờ rưỡi, lúc đó không có ai ở nhà. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi quay ra nằm võng xem tivi. Thì tivi treo trên tường mà, đương nhiên là thi thoảng thoáng nhìn vào lớp gạch men kia. Tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình tôi mong ngóng cả tuần, lại còn vào đúng đoạn gây cấn nhất. Nhưng không hiểu vì sao mà hai con mắt tôi cứ nhìn vào cái khoảng không trên tường. Nhìn riết rồi nhìn luôn. Bỗng nhiên có cái bóng phản chiếu trên tường, như là cái gương ấy. Cái bóng của một người phụ nữ có búi tóc đen ở lưng chừng đầu, cài vài chiếc châm hoa. Điều đặc biệt là tôi chỉ nhìn thấy được hình dáng từ phần bả vai trở lên đầu, phần thân hầu như không có. Tôi nghĩ là chắc mình nhìn nhầm, bởi cũng chỉ là ảnh chiếu trên gạch thôi, gạch chứ đâu phải gương mà rõ mồn một được. Tôi từ từ trấn an bản thân, rồi tiếp tục dán mắt vào tường. Vài giây sau, tôi lại nhìn thấy cái bóng ấy lại lướt qua trên nền gạch, nhưng là đi từ hướng ngược lại, giống như đi ra rồi lại đi vô ấy. Tôi nổi hết da gà, bật khỏi võng, chạy một phát ra ngoài sân, không dám mở miệng la một tiếng nào cả. Tôi loay hoay ở ngoài sân gần nửa tiếng đồng hồ, chẳng biết nên vào trong hay là tiếp tục đứng đây đợi ba mẹ về. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xe rim Trung Quốc sền sệt quen thuộc. Tôi mừng như là phát khóc. Ba tôi vừa mở cổng đưa xe vô là tôi liền kể cho ba nghe hết sự tình. Ba tôi là người coi bói tử vi nên cũng nửa tin nửa ngờ. Ba nghe xong nói đùa với tôi một câu: con hợp người ta đến thế cơ à? Tôi dọn cơm cho ba tôi. Nhà tôi ăn cơm thường hay ngồi trước tivi, lại đối diện bức tường mà tôi bắt gặp ảnh của người phụ nữ ấy. Tay chân của tôi cứ cuốn lên không ngừng, mãi cho đến khi ngồi vào mâm cơm mới bình tĩnh lại được đôi chút. Giây phút đó chẳng kéo dài được bao lâu, tôi bất giác nhìn vào khoảng tường ấy. Lần này hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ ấy không còn đi lại nữa, mà cô ấy ngồi ngay đằng sau tôi. Bốn mắt nhìn nhau thông qua miếng gạch đằng trước mặt. Cô ấy nhoẻn miệng cười rồi biến mất. Sau nụ cười ấy, tôi không còn gặp người phụ nữ với búi tóc cài châm hoa ở tường hay ở bất kỳ chỗ nào nữa. Câu chuyện thứ tư, duyên âm, bùa hay mắt đằng dưới, tác giả Chi Lâm. Chào các bạn, chào Amin. Mình là nữ, dân miền Tây, hiện tại gia đạo mình khá rối ren, không biết do tâm linh hay bị người chơi bùa ngải quấy phá. Mình xin chia ra nhiều chuyện để kể cho dễ hiểu. Quý độc giả nào có chút hiểu biết, xin vui lòng chỉ giúp mình, xin cảm ơn. Một, chuyện gian truân của mình. Phải nói một điều là mình rất thiếu may mắn trong chuyện tình duyên. Hơn 10 năm mình gặp gỡ, nhưng không có duyên với ai. Gặp đúng người yêu mình, thì vì công việc, hai đứa chỉ thỉnh thoảng gặp nhau mỗi tháng một lần. Nhưng lần nào cũng có chuyện. Khi thì xe trễ chuyến, khi thì bệnh, giận hờn. Nói chung hơn 5 năm yêu đương, mình toàn sống trong nước mắt. Đến người thứ hai thì tụi mình bị bà cũ quấy phá. Khi về một nhà thì cũng không sống được với nhau vì suốt ngày gây nhau, vũ phu. Đến người hiện tại thì hai đứa hạnh phúc, nhưng người yêu mình bệnh liên miên mà bác sĩ khám hoài không ra bệnh. Khi không có bệnh thì xe hư, tốn kém, mất việc làm, tổn tài. Khi mọi chuyện êm xuôi thì người yêu cứ đau bụng, khám hoài mà không ra bệnh. Mình lại sống trong nước mắt. Không biết ngày trước giặt đồ bị trơ quần áo có bị người âm theo không mà chuyện tình mình khá ư là trắc trở. 2. Gia đạo của ba mẹ mình. Ba mẹ mình khi còn sống chung thì gây lộn như cơm bữa. Sau này chia tay thì mẹ mình thay đổi hoàn toàn. Bà không còn lo thờ cúng như trước đây. Tượng Phật bà không rõ nguồn gốc, bà cũng mang về để chung bàn thờ với những tượng Quan Âm khác. Nhà mình thờ tổng cộng 9 chỗ, chưa kể mỗi bàn thờ có 2-3 tượng Quan Âm, Thánh Mẫu, hai ông thần tài, thổ địa, gia tiên. Bàn thờ bị sập vài lần, thờ bằng mảnh kính bắt ngang hai thanh treo tường. Trước đây, mẹ mình hay lên núi Sam cúng bái,
năm nào cũng đi. Nhờ bà chú xứ phù hộ hay do có lộc mà nhà mình làm ăn lên hẳn. Nhưng bây giờ sự nghiệp gia đình lụng bại và bà cũng lơ là việc cúng kiến và cũng không còn lên núi Sam cúng bái nữa. Ba mình mất cũng gần 5 năm rồi. Từ khi ba mình mất, mẹ mình càng thay đổi nhiều hơn, theo chiều hướng khá kỳ lạ. Người ta nói giống như mắt đằng dưới. Mình cũng không biết mắt đằng dưới là gì, chỉ nghe nói vậy thôi. Ba, phải chăng bị yếm bùa? Trước đây khi còn khá giả, mẹ mình có cho mợ mình vay 150 triệu. Chừng 15 năm trước, mợ mình trả lãi một thời gian thì trốn bạc. Bà hay đi Thái Lan xin bùa. Cái này mình nghe người ta kể lại. Mẹ mình đòi hoài không được nên kêu mình đi đòi. Mình đòi vài lần thì mợ mình lại trốn đi nơi khác. Cũng lâu rồi mình không gặp lại. Không biết có phải vì thù ghét mà mợ mình đi yếm nhà mình không nữa. 4. Cũng có thể là phong thủy đất nhà mẹ mình ở quá xấu. Nhà mẹ mình đang ở là mảnh đất khá độc. Mình nói độc ở đây là không ai ở mà làm ăn được. Nhà mình may mắn được cho 10 năm sống trong sung túc, nhưng vợ chồng gây gỗ, đập phá nhà cửa thì như cơm bữa. Còn khi chia tách thì làm ăn lụng bại. Cả khu đó hầu như không ai làm ăn được gì, chỉ càng ngày càng điêu tàn, sinh nhiều trộm cướp, tệ nạn. Mình rất mong ai đó trên diễn đàn đọc được, thấu hiểu. Nếu biết thầy hay, bản thân làm thầy có khả năng giúp mình giải duyên âm hay xem hộ mình, vì sao mà gia đạo mình tan nát như thế này, thì chỉ giúp mình cách với. Mình tìm nhiều thầy nhưng họ chỉ lừa khách hàng. Nên khi bạn mình chỉ trang tâm linh này, mình viết lên đây, hy vọng nếu may mắn sẽ tìm được thầy thực sự là có khả năng giúp mình. Mình xin cảm ơn. Câu chuyện thứ 5, bị ma đánh trong đêm giao thừa, tác giả Sushi Nguyễn. Tôi tên Tuấn, năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại một bệnh viện lớn. Cũng như đa số mọi người, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng gặp ma, nhưng nghe rất nhiều câu chuyện về ma. Duy nhất có một lần tôi bị một người lạ lấy gối đánh vào đầu đúng ngày đêm giao thừa, hơn 12 giờ khuya. Năm đó tôi đang học lớp 9, nhà tôi cũng như mọi người thường hay đi chùa lễ Phật đúng 12 giờ khi đã cúng giao thừa xong. Tôi nhớ hôm đó mọi người đi chùa hết, ở nhà chỉ có mình tôi và ông bà ngoại. Ông bà thì ngủ ở dưới đất, còn tôi ngủ trên gác. Vì là xóm lao động nên rất ồn ào. Các anh chị trong xóm đi chùa xong thì tụ tập ngã ba nhà tôi nói chuyện, làm tôi không thể ngủ được. Nhà tôi ở gần chùa Vĩnh Nghiêm nên rất hay đi chùa đó. Một phần không được đi chùa cũng buồn và tức lắm nên cố nhắm mắt để ngủ mà không sao ngủ được. Ánh đèn vàng của nhà bên cạnh rọi vào cửa sổ nhà tôi, làm tôi nhìn vào ánh sáng ấy trên tường. Thế là một cái đập vào đầu tôi thật mạnh. Tôi biết đó là cái gối. Tôi nhìn vào tường thấy một cái bóng to cao đang cầm cái gối đứng sau lưng tôi. Tôi không dám quay đầu lại mà hỏi ai đó. Không thấy trả lời, tôi nhìn vào vách tiếp thì vẫn thấy cái bóng đó đứng rồi cầm cái gối đánh tôi một cái nữa. Lúc đó tim tôi đập liên tục và miệng thì niệm Phật liên tục. Không dám mở mắt ngước nhìn, rồi ngủ hồi nào không hay luôn. Sáng dậy, tôi thấy một cái gối nằm để phía sau đầu tôi. Tôi biết đó không phải là giấc mơ, hoặc có ai ở trong nhà chọc tôi. Tôi chạy khắp nhà hỏi mọi người, thì mọi người bảo tôi khùng, ai rảnh mà đêm khuya chọc mày. Mà ai cũng là người lớn, toàn cậu mợ, ông bà không, thì ai mà đi giỡn cái trò trẻ con đó. Tới tận bây giờ, tôi cũng chưa có câu trả lời đó là người hay ma. Lần đầu tiên tôi viết truyện nên nếu các bạn thấy hay thì like, comment động viên. Tôi sẽ kể tiếp chuyện ma trong bệnh viện tôi đang làm. Do em gái tôi kể có thật 100%. Nếu các bạn thấy không hay thì xin thông cảm nhé. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn lần sau. Câu chuyện thứ 6. Vài mẫu chuyện ma có thật 100% của mình và mấy đứa em. Tác giả Hải Ngao. Truyện của đứa em ở Lâm Đồng. Có thằng em gần nhà mình đi tán gái, đến điểm hẹn chờ người yêu ra. Xóm đó rất vắng, cây cối tùm luôn. Nó đứng đợi người yêu ra điểm hẹn, đang hào hứng chờ giây phút ôm ấp chấp chút mùi mùi thì có thể soạt được luôn. Đường quê giờ đó vắng mà mình cũng từng được cảm giác đó mấy lần, nói chung là trên cả tuyệt vời. Thì nghe thấy tiếng ru con ầu ơ,
nhìn lên cây gòn thì gặp một con ma đang ngồi ôm con trên cành cây. Nó sợ quá chạy được về nhà là bệnh hết một tuần. Từ đó trở đi, hết dám đi chịch gái sớm vắng mà phải vào nhà nghỉ. Chuyện của thằng cháu ở Sài Gòn quận 6. Mình có chị kinh doanh nhà nghỉ, có thằng cháu ở xóm lên phụ dọn dẹp. Trước nhà nghỉ ở gần cư xá Phú Lâm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung ăn uống. Chắc ai ở lân cận sẽ biết khu này. Bữa đó mình ghé chị chơi, tầm 1 giờ sáng, nó còn trực, nên mình ra ngồi với nó. Đang nói chuyện thì nó nói ở thành phố người thức khuya cậu nhỉ. Lúc đó thì khu vực gần mình đâu có ai mà thấy nó nói vậy, cho nên mình cũng hỏi ai đâu. Nó chỉ lên sân thượng nhà 3 tầng, kêu là có 2 người, một người đang nhìn xuống kìa. Mình nhìn lên không thấy, biết là nó gặp rồi. Gai ốc mình nổi lên, cũng nói để trấn an nó. À thì chắc người ta nóng cho nên lên hóng mát thôi mà. Một hồi nó lại nói, cậu nhìn xem, một người không có đầu nhìn mờ lắm. Lúc đó gai ốc mình buốt hết, nên nói với nó, tối sao nhìn được lầu 3 mà cậu thấy người chứ thấy rõ đâu. Nó nói một người cháu thấy rõ, còn nhìn cười nữa mà. Mình cố gắng cười ngượng, rồi nói nó thôi vô nhà đi, chắc không có khách đâu, vào ngủ thôi. Lúc đó cô cậu chắc cũng nghi nghi gì rồi. Sáng ra mình nói với bà chị là tối qua thằng nhóc gặp ma. Bà kể là hai người đó nhiều người thấy mà, chôn trên đất nhà đó đúng là có một người không có đầu. Bà còn nói đường này bà thấy ma con nít chơi đùa ngoài đường hoài à. Mấy hôm sau nó lại gặp, nó chạy vào nhà, khi bước ra nhìn mà không thấy ai. Sau vụ đó nó sợ cũng về quê luôn. Chuyện của mình mỏi tai rồi, kể kiểu văn chương thì lâu lắm. Tóm tắt là mình gặp ma, không nhớ là mấy giờ. Ngày đó game còn hot lắm, mình chuyên cài đêm, thù thằng nào thì phá thằng đó, không cho nó try in. Lúc đó mắc tiểu, dậy đi toilet. Nhà mình có 2 phòng, toilet ở ngoài nhà bếp. Nhà mình có cổng, có mái che và có các cửa sổ ngoài. Khi mình đi toilet xong, đang về phòng thì thấy có một bàn tay đưa qua cửa sổ, quơ qua quơ lại. Mình hỏi ai thì thụt lại. Tưởng trộm mình không dám mở cửa, nên gọi vợ rồi ra xem. Mình rọi đèn hết nhưng mà không thấy. Nhà mình kín nhé, nếu trộm trèo vào thì cánh cửa đã kêu to. Mà bữa đó trời mưa to nữa. Xong mình ra cửa sổ thì nền xi măng vẫn khô, không một dấu vết là đã có người đứng đó. Lúc đó lạnh teo luôn, vậy mà mình đã gặp. Đất nhà mình ở cũng có nhiều người thấy rồi. Hôm đó mình mới thấy lần đầu. Câu chuyện thứ 7, bác hàng xóm bị ma nhập, tác giả Trung Bonnie. Tôi tên là Trung, sinh ra và lớn lên ở vùng miền Trung Du Bắc Bộ, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tôi cũng đọc rất nhiều về những câu chuyện mọi người chia sẻ, có chuyện hay, chuyện dở. Nhưng tôi tôn trọng sự đóng góp của các bạn. Tôi suy nghĩ khá nhiều về việc có nên viết câu chuyện này hay không, vì bác ấy hiện tại cũng đã về bên kia thế giới. Và câu chuyện tôi cũng chỉ được nghe qua lời kể của một số người, như chồng bác, mẹ tôi và một vài người nữa. Tôi xin chia sẻ câu chuyện như sau. Tôi xin tả thêm về nhà bác ấy và nhà tôi như thế nào để các bạn hình dung. Miền Trung Du thì làng xóm láng giềng thường quây quần bên một quả đồi thoai thoải. Quả đồi này được chia thành nhiều ngõ. Mỗi quả đồi thường là một xóm hay một thôn. Nhà tôi gần đỉnh một quả đồi, trong cái ngõ nhỏ nhỏ. Nhà bác ấy thì ở đầu ngõ. Tuy nhiên, cổng lại ở phía mặt đường lớn. Đầu ngõ nhà tôi có một ông chó bằng đá. Tôi không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ phải đến mấy chục năm rồi. Ông chó rất đẹp, bằng đá xanh. Tôi sẽ kể cho các bạn trong một câu chuyện khác. Trước ngõ nhà tôi có một cái ao khá to, cũng có một vài trường hợp đuối nước ở đó. Phía xa xa bờ bên kia là cái đình làng với 2 cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Trên cây đa bên trái đó có một cái cành cọc rất to không có lá, xù xì, và đó cũng là một phần trong câu chuyện này. Bác nào ở quê chắc cũng biết, nhà William Cường thường ở xa và ngày xưa thì làm gì có điện đóm, chỉ dùng đèn dầu thôi. Một buổi tối khoảng 8 giờ mùa hè năm 1985 hay 1986 gì đó, tôi nhớ chi tiết này là vì bác bị ma nhập
lúc con gái út của bác được 4 hay 5 tuổi, mà chị đó sinh năm 1981. Bác Phương cầm cái đèn dầu đi vệ sinh. Vì nhà WC xa nên bác ấy phải vòng qua cái ao để đến đó. Lúc đó thì gia đình cũng đã ngủ hết rồi. Ngoài bố chồng là cụ Thịnh đang đi chơi nhà hàng xóm, vợ chồng bác sống cùng cụ Thịnh. Hai anh con trai và người con gái út ngủ cùng bác gái. Một lúc sau thì bác về. Tự nhiên nghe xoảng một tiếng, làm cả nhà tỉnh ngủ. Chồng bác ngồi dậy ra xem như thế nào. Hóa ra chiếc mâm nhôm bị ai đó đá vào. Thấy bác gái không đi vào trong giường nằm ngủ, mà cứ ngồi dựa cái cột ngay cửa ra vào. Chồng bác mới hỏi sao không vào nhà mà lại ngồi ở đó. Bác chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm và thi thoảng nở một nụ cười bí ẩn. Bác trai biết là chuyện chẳng lành nên cầm tay bác để hỏi xem bị làm sao. Bác chỉ ậm ừ như có cái gì đó không thốt nên lời. Lúc này các con của bác cũng bị đánh thức cả dậy, nhà cửa huyên náo hơn. Đúng lúc đó cụ Thịnh đi chơi về, nhìn thấy vậy hỏi chuyện mới bảo bác trai: mày giữ chặt tay nó, con Phương bị ma nhập rồi. Rồi cụ Thịnh chạy lên lầu nhà tôi, bẻ một cành dâu và nhúng vào trong thùng phân lợn. Vì hàng xóm ở quê nhà cũng sát nhau nên lúc này ai cũng biết và chạy xuống xem thế nào. Nhà bác bây giờ khá đông. Cụ Thịnh cầm cái cành dâu về đưa cho bác trai, bảo bác trai quật thật mạnh vào hai vai. Cụ bảo ma chủ yếu đậu trên hai vai, nếu đánh chỗ khác làm đau người nhà mình. Bác trai quật mấy cái nhưng bác chỉ kêu đau và năn nỉ: sao anh đánh em? Bố ơi, bảo chồng con sao cứ đánh con thế này. Con gái út của bác thì khóc nức nở vì sợ và không hiểu chuyện. Đánh được một lúc lâu vẫn không thấy thay đổi gì thì bác trai định dừng lại, nhưng cụ Thịnh bảo cứ đánh thật mạnh vào. Cụ Thịnh là người có tiếng về chuyện trị ma nhập. Thế là bác trai cứ đánh liên tục. Thi thoảng có người họ hàng đến chơi, bác gái lại kêu: ôi chú Minh, chú bảo anh Khang sao cứ đánh tôi thế này. Nhưng bác trai vẫn cứ đánh, đến độ cành dâu gần như nát hết vỏ. Đánh được khoảng 40 phút thì bác gái bắt đầu không kêu nữa mà chuyển sang xin: em xin anh, em biết sợ rồi. Bác trai mới dắt tay ra giữa sân để hỏi: mày tên gì? Bác gái trả lời giọng của một người đàn ông: em tên Thiệu. Và nhìn ngang nhìn dọc với một đôi mắt khác lạ: mày bao nhiêu tuổi, ở đâu? Thiệu: em năm nay 30 tuổi, đang ở cạnh cọc cây đa kia kìa. Sao mày nhập vào nhà người ta? Thiệu: em biết mấy lần chị trồng rau gần chỗ em, hôm nay em thấy chị đi vệ sinh một mình cho nên em mới theo về. Sao mày vào được trong nhà? Giọng bác trai càng lúc càng to và quyết liệt. Thiệu: em đánh lừa thổ địa và các cụ và vào được trong này. Nó len lén nhìn bác trai và cụ Thịnh đứng ngay cạnh: mày đi với ai nữa không? Thiệu: em đi với một thằng nữa, nó kia kìa. Và chỉ tay về phía bụi tre ngoài cổng. Nó đứng ngoài đấy, nó khôn lắm, nó xui em nhập vào chị. Lúc này mọi người mới hiểu, nó tên Thiệu, đi với một thằng nữa, thằng kia khôn hơn, đứng ngoài xui nó vào. Đời đúng là có người khôn người dạy, bây giờ có cả ma khôn ma dạy nữa. Bác trai hỏi: mày có nhập như thế này nữa không? Thì tên Thiệu trả lời bằng giọng văn lơn, sợ sệt: em không dám ạ, em nhìn thấy anh phải chạy từ xa. Bây giờ tao thả mày ra, mày còn đến đây tao đánh cho mày tuốt xác. Thiệu: anh chỉ cần đưa em ra cổng, thả tay em ra là em đi ngay. Thế là bác trai sau khi hỏi ý kiến cụ Thịnh thì dắt bác gái ra cổng. Mọi người cũng đi theo khá đông. Bác vừa thả tay ra cái là bác gái rú lên một tiếng rồi bật ngửa ra đằng sau. Mọi người đỡ bác, bác nhìn mọi người ngơ ngác và không hiểu chuyện gì. Mấy bà hàng xóm đưa bác vào trong nhà tắm rửa vì toàn mùi phân thối, sau đó xoa dầu cho bác. Bác gái sau khi đi vệ sinh xong, xoa dầu và lên giường nằm ngủ, thì ngủ một mạch đến sáng. Mọi người cũng thu dọn qua, nói dầm ba câu rồi ai cũng về nhà nấy, vì lúc này cũng tầm 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rồi. Từ đó trở đi, bác gái không còn bị nhập nữa. Và trong xóm tôi cũng không ai bị thêm nữa. Có lẽ trận đòn đau nhớ đời khiến tên Thiệu cạch mặt dân làng chúng tôi. Đến bây giờ thì bác Phi đã mất. Cây đa bị cõi
đã bị đánh cả gốc lên để trồng một cây đa khác rồi. Sớm tôi còn mấy chuyện liên quan đến ông chó đá, người con gái áo trắng nữa. Tôi sẽ kể cho các bạn vào một dịp khác. Xin cảm ơn, nếu như có nhớ nhầm, mong các bác nhẹ tay giúp. Câu chuyện thứ 8, chuyện ma trong nhà mình, tác giả Liên Trapper. Do theo dõi trang này đã lâu, nên mình muốn chia sẻ cho các bạn một vài câu chuyện ma mà mình đã được nghe kể lại. Đây là lần đầu mình đăng lên nên các bạn thông cảm, nếu có sai sót gì thì góp ý cho mình. Chuyện là thế này. Một đêm cách đây khá lâu, chị mình lúc đó vẫn chưa ngủ, vì thức trên giường đọc truyện. Lát sau chị tắt đèn, kéo rèm đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng chạy của trẻ con lên cầu thang. Ban đầu chị còn tưởng là mình mơ, nhưng mà chị lại nhớ là mình ngủ bên nhà bác với mẹ cơ mà. Nên lúc này chị linh cảm là có chuyện không lành. Đã thế, trong nhà mọi người ngủ hết rồi. Tại lúc đó khoảng 2 giờ 30 đến 3 giờ sáng rồi. Nên chị càng nghi. Sau đó lát sau, tự nhiên cả người chị không nhúc nhích được, kiểu như bị bóng đè ấy. Xong rồi lại còn nghe văng vẳng bên tai tiếng. Chị ơi, mà không phải ngay bên tai mà tiếng nói như kiểu từ xa vọng lại, truyền đến. Lúc này chị còn thấy người cứ lạnh lạnh. Chị mình đã cố gọi chị bên cạnh dậy rồi, nhưng không được. Mình có hai chị ruột. Mãi một lúc sau, chị mình mới cử động được tay chân, xong rồi cả người. Lúc này chị bật dậy. Khi định vén rèm giường lên kiểm tra bên ngoài có gì không, thì chị loáng thoáng thấy một bóng người cạnh giường. Nhưng lúc kéo hết rèm ra, chị lại không thấy gì nữa. Mặc dù sau đấy chị mình không gặp cái gì quá ghê rợn, nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy ra với người chị thứ hai của mình. Cũng vào một buổi đêm, cách đây không lâu lắm, chị mình khi đó đang ngủ, thì chị trùm chăn nhưng để thừa phần trán lại, thì không biết là mơ hay thật. Nhưng đêm đó, chị lại thấy có một thằng bé ngồi đầu giường, vuốt trán chị, mà tay thằng bé đó lại lạnh nữa chứ. Trong khi đấy cái bàn học để sát mép ngay đầu giường, sao mà nó ngồi được. Còn một chuyện nữa cũng là chuyện xảy ra với người chị thứ hai của mình. Cũng vào buổi đêm, thì đêm đó hai chị mình nằm trên giường, mình nằm dưới đất. Không phải phân biệt gì đâu, mà mình lấy cái gai giường rồi cho quạt vào nó phồng lên, ngủ trong đấy thích thật. Chị mình nằm ngoài cùng, quay lưng vào trong. Tự nhiên chị lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm sau lưng. Đã thế lại thấy rợn hết cả sống lưng nữa. Lúc đấy chị run lắm, nhưng cố nép vào trong nằm với chị kia cho đỡ sợ. Mãi sau chị mới chợp mắt ngủ được. Xem ra cả nhà mình ai cũng gặp phải hết rồi, còn mỗi mình bé nhất chưa gặp thôi. Còn chuyện bố mẹ mình gặp ma ra sao, mình sẽ kể sau vào một dịp khác. Mặc dù mấy chuyện ma mình chia sẻ không phải loại quá đáng sợ, nhưng mình vui vì góp được thêm vài câu chuyện ma cho trang Fay và cho mọi người. Thôi, viết đến đây là cũng 1 giờ sáng rồi. Mình chúc mọi người có chuyện hay để đọc nha. Câu chuyện thứ 9. Một lần đi xin số đề nhớ đời, tác giả Người sợ ma. Mình đọc truyện trên đây cũng đã từ rất lâu rồi. Mình thấy các bạn viết truyện rất là hay và mình tin hoàn toàn vào các câu chuyện của từng thành viên, vì mình tin thế giới tâm linh là có thật 100%. Nếu ai không tin thì là chuyện của họ, nhưng mình tin tuyệt đối vì mình đã từng trải qua rồi. Nay mình cũng góp vui một câu chuyện có thật 100% do mình từng trải. Vì mình viết văn không được hay nên hãy xem như đây là mình chỉ kể lại một câu chuyện, chứ đừng xem là bài văn nha mọi người. Thôi, mình vào chuyện chính luôn. Năm đấy mình vào khoảng 16-17 tuổi. Năm nay mình 21 tuổi rồi, nhưng vẫn nhớ rõ như in từng chi tiết một. Cái tuổi bê sừng trâu và mình chưa hề biết gì về thế giới tâm linh, ma quỷ hay thần tiên các thứ cả. Vì lúc ấy gia đình khó khăn nên mình đã nghỉ học vào giữa học kỳ 2 năm lớp 10. Mà ở nhà đi chơi lông bông khắp xã, đã đủ 18 tuổi xin vào công ty may mặc gần nhà mình làm. Vì mình rất tò mò và thích tìm hiểu về thế giới tâm linh nên mình hay vào nhà dì Sáu của mình chơi để nghe hay hóng nghe chuyện ma. Vì dượng Sáu mình ghi lô đề cho người ta nên thường thì có bạn bè của dượng tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất rất vui. Mình thì ham vui nên tối nào cũng ghé. Và rồi đêm định mệnh cũng đến. Đêm đó mình nhớ tầm 7-8 giờ đêm thôi,
và thời tiết lúc đó là vào khoảng gần Noel nên se se lạnh. Nhà dưỡng sáu lúc đó có khoảng tầm 8 người. Mình, dì và dưỡng sáu và cô cậu con trai, một cặp vợ chồng là anh A và chị B. Mình xin được giấu tên. Và bà C với bà D, gọi là bà chứ thật ra hai chú này lớn tuổi rồi, nhưng là người đồng tính lộ nên mình hay gọi bằng bà, quen rồi. Lúc đó mình đang nằm võng đu đưa xem tivi thì thấy anh A và chị B do đánh đề hay thua nhiều tiền quá nên lên tiếng rủ mọi người đi xin số đề. Thật ra mấy người này rất hay đi xin nhé, nhưng khi đi về lần nào miệng cũng im thinh thích, có cãi miệng cỡ nào cũng không nói một câu gì về chuyến đi. Vừa nghe, anh A cất tiếng lên bảo: "Đủ má, hôm nay đánh 29, nó lại về 28, số hôm qua mình đánh, cô có tức không chứ?" Nói dứt câu, không đợi ai trả lời, anh liền tiếp: "Anh Tuấn ơi, tên Dượng Sáu mình, hay mình đi cầu cơ gỡ lại vốn đi ông, chứ hôm nay cả đám ai cũng thua hết, kiểu này không có tiền mà đóng tiền hụi nữa rồi." Dượng Sáu mình tuy là ghi lô đề, nhưng chỉ nhận ghi rồi giao cho người ta chứ không ôm. Và ông cũng rất có máu đánh đề, vì tiền công làm ra bao nhiêu, ông đều lấy đánh đề hết. Dượng Sáu nghe anh A nói như vậy, gãi đúng chỗ ngứa, nhưng lưỡng lự đáp: "Đi thì đi, mà không lẽ chỉ có tao với vợ chồng mày đi thì sao được, vì đi lẻ ba người. Đi đêm hay gì, rất kỵ đi lẻ vì rất nguy hiểm." Lúc này bà C liền nhảy giọt vào: "Đi đi Tuấn, tao đi nữa, gỡ lại vốn chứ kiểu này chắc chết." Nhưng Dượng Sáu mình mới nói: "À, chết bà, tao quên, hôm qua có đi xin số ở miếu năm mẹ, mẹ cho số trúng mà quên đi biếu lễ." Nói đến đây, ông liền lúng túng xách con xe máy, giọt lẹ ra chợ, mua sắm đồ cúng trái cây, nhang đèn các kiểu. Tầm 20 phút sau, ông về và bảo: "Hôm nay tao chỉ đi ra trả lễ thôi, vì tao đã hứa với các mẹ là chỉ xin duy nhất một lần thôi, không có lần thứ hai. Nên đứa nào đi theo tao chơi cho vui thì đi, chứ hôm nay tao không xin số." Vừa nói dứt câu, chị B nghe như người chết đuối, túm lấy được cái phao. "Miếu đó linh lắm hả anh? Sao mấy hôm nay anh không dắt tụi tôi đi, mà đi với đứa nào đâu không vậy? Anh làm ơn dắt vợ chồng tôi đi một bữa kiếm tiền về đóng tiền hụi với anh Tuấn ơi." Lúc này hai bà kia nghe cũng hùa theo năn nỉ ỉ ôi một lúc. Thì Dưỡng Sáu mình cũng có sẵn lòng tham ở đó, chỉ cần đợi có người khiều đến là nó trỗi dậy thôi. Ông không màng đến lời hứa của mình với các mẹ mà đi xin một lần nữa. Hai hôm trước ông đi xin số trúng, nhưng mà không có mình đi, nên mình nghe vậy cũng rất tò mò, chứ mình cũng không có máu cờ bạc. Mình nghe tò mò lắm nên xin Dượng Sáu đi theo. Rồi ông nói: "Mày con nít con nôi mà đi đâu, ở nhà chơi với dì Sáu mày đi." Rồi lúc đó mình đã nghĩ là mình không được đi, thì anh A và chị B xin cho mình đi kèm theo câu: "Thằng Quân nó còn trinh, dắt nó theo xin số chắc hiệu nghiệm lắm anh Tuấn, dắt nó theo đi." Dượng Sáu mình nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Thôi, nếu mày muốn đi cho biết thì tao dắt mày đi một lần, mà nhớ không được kể với mẹ mày hay bất cứ ai nghe chưa." Mình lúc đó vui lắm, liền dạ dạ, rồi vì phải nằm đợi đến 11 giờ 20 đêm mới khởi hành. Tính thì cũng không xa nhà Dượng Sáu mình lắm, chỉ chạy xe tầm 30 phút là đến nơi. Lúc đó đi 5 người, mình và Dượng Sáu, cặp vợ chồng và bà C, bà D ở nhà chơi với dì Sáu. Cả đám đi vì là số đại kỵ, ngũ quỷ, nên ra đến nơi không dám vào làm lễ cúng liền mà phải đợi một người nữa. Bạn của Dượng Sáu đi cùng đợt trước ra cùng trả lễ. Mình kể sơ qua về chỗ cái miếu năm mẹ đó nha. Đoạn đường đi từ nhà ra tới miếu phải đi qua các đoạn đường vắng, nhà cửa thưa thớt và đi qua mấy lô cây cao su luôn. Nói chung đi vào giữa rừng cao su vào ban đêm thì rất là sợ. Mình đi mà luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đi hết lô cao su ra đến đồng ruộng. Hai bên đường đều là ruộng, không có một căn nhà, chỉ có mỗi cái miếu được ai đó xây nằm trơ trọi bên ven đường. Ngay cái miếu có ba cây tràm rất to, nên đêm đó dù trăng tròn sáng trưng thì khu vực cái miếu vẫn u ám do bóng cây che khuất. Đến nơi để xe cặp mé lề đường và đi vào miếu ngồi. Miếu được xây như là một cái ngôi nhà ngói thời xưa, nhưng thu nhỏ lại, cao tầm 1,5 mét và rộng 2 mét.
trước miếu có đổ một khoảng xi măng như là cái sân nhà mini. Mình tạm gọi như vậy cho tiện. Đang ngồi ở sân đợi ông kia lại, thì ở đây Dượng Sáu Bình vào miếu quỳ lại trả lễ trước. Cảm ơn rối rít và nói chuyện dạ thưa rất lễ phép. Rồi đợi mãi đến 12:20, không thấy bóng dáng ông Phương, bạn Dượng Sáu đâu. Thì lúc này mọi người mới hết kiên nhẫn, mới bắt đầu xin số luôn, không đợi ông kia. Lúc đó mình bị bắt ra xe ngồi, không cho ngồi gần, phải đợi ông kia lại mới cho mình vào. Ngồi cách chỉ khoảng 2.5 mét, nên mình nghe rất rõ Dượng Sáu mình khấn. Con xin lỗi các mẹ trước, vì lần này con thất hứa. Hôm trước con chỉ xin mẹ cho con trúng một lần rồi thôi. Nhưng vì gia cảnh con và các bạn của con khó khăn quá, nên con xin mẹ cho con trúng một lần nữa thôi. Con xin thề, trúng một lần nữa, con sẽ mua nguyên con heo quay đến cúng cho các mẹ. Con xin đúng một lần này nữa thôi, nên các mẹ hãy thương con mà đừng quở trách. Nói xong, ông Như ra hiệu mấy người đang ngồi phía sau ông liền quỳ vái lại li lịa và không quên lẩm bẩm xin các mẹ ban số. Lúc này, Dượng Sáu mình lấy ra tấm gạch tàu màu đỏ, dùng cục than kẻ lên tấm gạch tàu các ô số, rồi ghi vào số 0 đến số 9, rồi ghi thêm các số đài sổ số ngày mai. Rồi cầm trứng hộp gà ta để vào lần lượt từ số 0 đến số 9, vừa lăn vừa lẩm nhẩm gì đó. Nếu cho số nào thì trứng gà sẽ dính chặt vào tấm gạch tàu không rời, đến khi mình nói là dạ con biết rồi hay gì đó thì trứng gà mới rời ra. Mình nhớ không rõ các câu thần chú nên các bạn thông cảm nha. Ngồi tầm 15 phút mà dựng mình, rồi lần lượt các người có mặt thay phiên nhau lăn mãi mà không được số nào. Mình thì đang ngồi chéo chân trên xe máy, vừa nhìn đồng ruộng lúa ngút ngàn và lắng nghe tiếng các con dế ếch nhái đồng thanh nhau kêu. Khung cảnh lúc đó rất là yên bình. Vì mình thấy không có kết quả gì nên không ham nhìn nữa mà quay qua ngắm cảnh. Rồi mình giật thót tim khi nghe tiếng Dượng Sáu kêu. Ê Quân, mày vô đây, lăn hộp gà tao xem thử, vì mày còn trinh với đẹp trai, biết đâu mẹ cho số mày sao? Khà khà, mình lúc đó vừa vui vì mình sắp được làm điều mình luôn mong muốn, liền dạ một cái dứt khoát và phóng xuống xe lao vào sân miếu. Lúc này mình ngồi xuống, tư thế giống ngồi thiền, thì Dượng Sáu mình đưa mình quả trứng gà và đọc lẩm nhẩm gì đó, rồi kêu mình lăn. Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là cầm quả trứng gà đặt lên từng ô được kẻ số trên tấm gạch tàu thôi. Mà mình vẫn thấy sởn gai ốc và lạnh sống lưng khi các con số 0, 1, 2, 3, 4 mình đặt lên, nhưng không có biểu hiện gì. Thì tới con số 5, bỗng nhiên quả trứng gà dính chặt vào như kêu gián sắt hay gì đó, mà mình có dùng sức nâng quả trứng gà lên, mà tấm gạch tàu lên theo một tí khỏi mặt đất tầm 2 cm. Thì mình sợ quá, liền thả quả trứng gà ra, tính toan chạy, kêu cứu la làng, bớ hàng sớm rồi. Nhưng mình bị Dượng Sáu nạt một cái. Đừng có buông tay ra, mày muốn chết hả? Ngồi yên đó. Bị nạt một cái thì mình hoàn hồn lại, rồi liền chụp lấy cái hộp gà, nhưng vẫn không bình tĩnh nổi. Vì đây là lần đầu tiên mình trải qua hiện tượng tâm linh. Lúc này Dượng mình lẩm bẩm gì đó, rồi tự nhiên trứng hộp gà tách ra nhẹ nhàng. Mình có đặt lại chơi thì không có dính miếng nào hết. Biết được số 5 là số đầu của hai con số mà ngày mai sẽ sổ ra sổ đầu hoặc đuôi của đài Vũng Tàu. Cả đám mừng lắm, vì sau một buổi ngồi hì hục thì cũng có kết quả. Mình liền tiếp tục công việc dò từ số 0 đến 9, nhưng làm mãi mà không dính vào số nào, chỉ vỏn vẹn mỗi con số 5 định mệnh. Lúc này bà Xê lên tiếng. Trời ơi, sao mẹ cho con có một số, làm sao con biết ra số 50 mấy mà con đánh đây hả mẹ? Với giọng nói như hát cải lương khiến cả đám bật người, thì lúc này nhìn Dượng Sáu có vẻ rất suy tư, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Hình như là ông biết điều tồi tệ sắp đến. Lúc đó thì ông Phương từ đâu chạy xe đến. Ông có mang theo con gà ta luộc và táo, nhang và mã. Vừa dừng xe thấy mọi người đông đủ, ông liền chạy giọt vào hỏi hớt tình hình. Thế nào rồi, mẹ có cho được số nào tiếp không? Mình liền nhanh miệng nói. Con lăn được có số 5 mà chú ơi. Miếu năm mẹ và lúc đó nhóm mình có 5 người. Về nhà nghe Dượng Sáu nói mới thấy rùng mình. Chú Phương nghe vậy thất vọng ra mặt.
nhưng ngay lập tức bà biện ra cúng lễ cho các mẹ. Mọi người và mình thì vẫn đang tiếp tục lăn, thì bỗng nhiên nghe giọng cười hí hí. Trời đất ơi, nhớ lại cái cảnh này mà da gà da vịt của mình nó nổi lên, sợ ám ảnh đến già luôn. Mọi người tưởng ông Phương trúng đề vui nên cười, nên vẫn không quan tâm, rồi vẫn tiếp tục hí hí. Nghe kỹ lại thì là giọng con gái. Ôi mẹ ơi, lúc đó cả đám xanh mặt nhìn qua ông Phương, thì ông lúc này đang nằm kiểu nàng tiên cá, ôm lấy hình nhân của năm mẹ trong miếu mà cười. Lúc này như ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên dừng lại và tập trung nhìn ông Phương. Lúc này ông quay mặt nhìn lại kiểu giống như phim Trung Quốc, mà mấy con quý phi nương nương hay cầm cái khăn rồi phe phẩy, hay che miệng với cái khăn ấy. Tay ông Phương lúc đó làm điệu bộ y hệt luôn. Nhớ đến đây mình sợ muốn khóc. Mắt ổng từ tròng trắng mới thấy khi nãy mà bây giờ đây đã là một màu đỏ tươi luôn, nhìn rất là sợ. Bất ngờ ông Phương quay quắt lại nhìn lại bọn tôi, rồi the thé giọng con gái. Tụi bay gan lắm, tao thấy thương tụi bay, hoàn cảnh khó khăn mới giúp đỡ tụi bay một lần, do tụi bay năn nỉ quá. Tụi bay hứa với tao là một lần mà bây giờ dám lật lọng hả? Giọng con gái rõ một một, 100% luôn. Rồi mình sợ quá, đứng dậy, chạy ra chỗ xe, xúi bà Xê đi chung xe. Là chạy hết đi, trời ơi, thấy ghê quá, còn chưa muốn chết. Rồi bà Xê tuy rất sợ, nhưng có kinh nghiệm rồi hay sao ấy, bà vẫn ngồi im như chôn mông tại chỗ. Lúc này, ông Phương trừng mắt, nhìn thẳng mặt từng người. Nhưng ai cũng cúi đầu xuống vái lì lịa, chỉ có mình ở ngoài nhìn vào thấy được bộ mặt kinh dị đó. Mình sợ muốn tè ra quần, nhưng không tè được. Rồi lúc đó, ùn, 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 là tiếng mà ông Phương tự lấy hai tay đập vào lồng ngực mình như con tinh tinh trong kinh công vậy đó. Mình xin thề là thật 100%. Rồi từ từ hai tay đập càng lúc càng mạnh và nhanh, vừa đập vừa nghe giọng con gái. Tao tức, tao tức, tao đập cho thằng này chết cho tụi bay xem còn dám giỡn mặt không. Vừa đập vừa cười nhếch môi với vẻ mặt nguy hiểm, hay gọi là thỏa mãn cái gì đó. Tiếng đập mạnh tới nỗi như muốn xé tan màn đêm. Mọi người lúc đó ai nấy cũng sợ và toan bỏ chạy ra xe hết. Thì chỉ có mỗi anh A là nhào vào ôm ghì chặt lấy khóa tay ông B lại. Anh A này có học võ cổ truyền, nên mấy tư thế khóa tay này là chuyện nhỏ. Vừa khóa tay ông B, anh A liên tục nói. Tụi con xin lỗi, tụi con biết lỗi rồi. Xin mẹ hãy tha cho tụi con không dám nữa đâu. Lặp đi lặp lại liên tục trong vòng tầm 5 phút dài dằng dẵng. Rồi thì tự nhiên mẹ không nói câu nào mà thoát ra khỏi xác ông B hay sao ấy, ổng sụi lơ luôn. Tay chân kiểu như con rối mà không ai điều khiển, nó ngã ra vậy đó. Mọi người lên xe chuẩn bị chạy hết rồi, thì thấy như vậy mừng lắm. Liền xuống xe, vào xem tình hình ông B thế nào. Người thì đấm bóp, xoa vai các kiểu, cởi áo ông ra thì thấy cái lồng ngực ông vừa đỏ vừa đen, do tích tụ máu hay gì mà một khoảng rộng luôn. Được một lúc sau ông tỉnh dậy, ông rất đau nên mặt ông nhăn nhó, nước mắt có tu một ít. Rồi lấy tay lao vội đi, ông thở hổn hển, kiểu rất là khó thở, như bị vỡ phổi rồi hay sao ấy. Nằm nghỉ một chút, ông có thể nói chuyện được, nhưng thều thào rất nhỏ. Ông nói, tao thấy hết, tao đứng bên cạnh như là tao đang xem thân thể mình do ai điều khiển mà tao không có cách nào để dừng lại. Tụi bay xúi dại tao quá, giờ tao hối hận lắm rồi. Ai nghe xong đều sởn cả da gà, và mình thì run lẩy bẩy luôn miệng xin trở về nhà. Nói được câu đó rồi, ông ngồi dậy, quỳ lại xin lỗi và cảm ơn mẹ đã tha cho mạng này. Lúc đó ai cũng vào quỳ lại xin lỗi và cảm ơn ríu rít. Mình thì cũng vậy. Mọi chuyện cứ ngỡ đã êm xuôi, nhưng không ngờ, một cái chết bất đắc kỳ tử, một cái chết làm ghê rợn tất cả mọi người của một cái xã. Cái chết xui xẻo của ông B làm cho ai nấy đều sợ hãi tột độ. Và câu chuyện xin số trên cũng lan truyền và không một ai dám đi xin số ở cái miếu đó nữa. Mình xin tiếp câu chuyện đêm hôm đó luôn, vì hôm đó chưa chấm dứt dễ dàng như vậy đâu. Lúc quỳ lại văn xin các kiểu xong, thì mọi người gom vội dụng cụ cầu cơ và vội vàng ra xe nổ máy,
chạy được một đoạn cách cái miếu tầm 1 km thì mọi người dừng xe tấp vào lề ngay chỗ cây trụ đèn đường để bàn tính tiếp tục, vì mục đích của họ vẫn chưa được thỏa mãn. Ông bởi lúc này kiểu như cũng còn dư âm đau đớn do vụ hồi nãy, nhưng vì tính tham lam liền lên tiếng nói ngắt quãng. Tao biết chỗ này, linh lắm, tao xin vài lần rồi đều trúng, tụi bay nếu muốn thì tao dắt đi. Cả đám vẫn chưa khỏi bàng hoàng, vẫn còn run sợ, thì nghe ông Bê nói vậy cũng trấn tĩnh tinh thần của mọi người lại. Ai nấy đều lên tiếng đồng ý đi hết, chỉ có mình là đòi về vì quá sợ. Nhưng vì chỗ cả nhóm đang tính đi, thì ngược đường về nhà mình khá xa, tầm 10 mấy km gì đó, nên không ai chịu chở mình về cả. Lúc đó tầm 1:20 đêm rồi, mình thì cũng hơi buồn ngủ, nhưng vì không còn sự lựa chọn nên cũng phải lên xe đi theo. Điểm đến chỗ này là một cái ngã ba. Đến nơi mình mới chợt à lên một tiếng to, vì mình biết chỗ này gần nhà thằng Nghĩa bạn thân mình. Đó là một cái ngã ba rất nổi tiếng luôn, vì chỗ này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông chết người. Xe tải cán cũng có, tông nhau xe máy cũng có, nhưng nhiều nhất là tự đâm đầu vào cái cây lồng mứt chấn thương sọ não mà chết. Ai không biết cây này thì chỉ nghĩ nó là cái cây xanh. Ngay cái cây mọc ven đường ở cái ngã ba này có một cái ụ gò mối rất to. Cái cây cũng to nhé, tầm vòng tay một người ôm. Cái ụ gò mối này mọc lên từ đất, bám theo thân cây tầm nửa mét. Đây cũng là chỗ lý do mọi cội nguồn của cái chết, và cũng là nơi mình sinh số đời tiếp theo ngay trong đêm. Vì khá xa chỗ cái miếu nên tầm 2 giờ mấy mình mới đến nơi. Đến nơi thì như đã là một thói quen, ai cũng biết nên làm rất nhanh. Lúc này có chơi và hỏi là ma hay quỷ gì đó thì được biết câu trả lời là ma. Mình vì rất sợ nên ngồi ngoài xe cách chỗ cây tầm 5 mét. Nhưng vì ban đêm tĩnh mịch với lại đường ở quê nên ít xe qua lại nên mình nghe được. Xin thì rất suôn sẻ luôn, chỉ tầm 10 phút là đã có hai số là 22 và 26. Nhưng khi vừa kết thúc xin, định thần đứng dậy đi về, thì lúc này ông B do mệt nên ngồi ngoài xe đợi với mình, bước sang lùm cây bên kia đường để đi tiểu. Thì tự nhiên lúc đi không sao, lúc quay lại thì đi loạn choạng như là người say rượu. Mình thề lúc đó mình nhìn mà chưa hiểu vấn đề nên mình cười lên tiếng rõ to luôn. Ông Phương bị ngáo hay gì, tự nhiên đi đứng kiểu gì như võ tuyết quyền kìa Dưỡng Sáu ơi. Nghe mình kêu và cười thì Dưỡng Sáu liền lên tiếng. Ông làm gì vậy ông nội, đi đứng đàng hoàng kẻo té sắp mặt bây giờ. Đáp lại câu trả lời là sự im lặng. Mọi người lúc này cũng dọn dẹp xong xuôi rồi, chỉ ngồi đó hứa hẹn trả lễ các kiểu rồi đi ra xe về thôi. Nhưng thấy ông Phương như vậy thì ai cũng nhíu mày không hiểu nổi. Lúc này anh A như hiểu chuyện lại dìu ông Phương đi và hỏi: ông là ai, nhà ở đâu, tại sao lại nhập vào thân xác của bạn tôi thế này? Ông Phương vừa lấy tay dụ mắt kiểu như buồn ngủ và nhíu mắt lên nhìn anh A, rồi với cái giọng đàn ông lựa nhựa say xỉn, ông nói: ông tên là Hùng, nhà ông ở Bình Phước, ông sang đây đi ghé nhà bạn nhậu. Giờ ông muốn về nhà, đưa ông về nhà đi. Ông nói là nhớ nhà và vợ con lắm mà không biết đường về. Chỗ mình ở rất xa Bình Phước, chỗ mình là huyện Củ Chi, nên đêm hôm như vậy muốn đưa ông về cũng hơi khó. Huống chi ông nói không nhớ địa chỉ hay gì hết, ông chỉ luôn miệng là cho ông về nhà đi. Mọi người không sợ nhưng ai nấy đều tỏ ra thương tâm. Đang định hỏi tiếp nhà bạn ông ở đâu để báo tin với gia đình, nhưng tự nhiên ông như say rượu buồn ngủ rồi nhắm mắt ngã ngửa ra, như lúc ở cái miếu mà mẹ xuất hiện ra vậy. Tầm 2-3 phút thì ông Phương mở mắt ra, nói thôi đi về. Lúc đó thì mình đã chạy xa chỗ đó tầm 500 mét rồi, nên câu chuyện của ông là mình nghe kể lại. Ngày hôm sau thì cũng về nghe theo lời vong kia cho số, mình hùng tiền với dì Sáu bao lô con 22 với 26, nhưng lại trật lất. Nó ra số 25, 27, 29 mới đào chứ. Mình giải thích luôn là ông Phương làm thầy đồng, nhưng không giỏi bằng dì Sáu mình. Dì Sáu mình cũng mới dẫn ông đi khai khẩu gì đấy tầm vài hôm, nên ai nhập vào đều có thể nói chuyện. Ông không tự chủ được việc cho người nhập vào hay không, như dì Sáu mình,
nên đi chỗ nào có âm khí cao, lòng rất dễ bị nhập. Dì Sáu mình thì cũng là bà Đồng, rất nổi tiếng vì coi bói rất chuẩn. Còn về chuyện ông Phương thì sau hôm đó về nhà khoảng một tuần thì tự dưng lăn đùng ra chết. Cái chết rất là bí hiểm, không ai biết nguyên nhân ông chết do đâu, kể cả bên pháp y của bệnh viện. Đến khám tử thi rồi mổ xẻ các kiểu vẫn không biết nguyên nhân ông bê chết. Mình chỉ biết là khi ông chết, cả họ hàng gia đình cũng không dám nhìn mặt. Mặt ông bị biến dạng, méo mó, hàm dưới lệch sang một bên như bị ai bẻ mạnh làm gãy hàm. Mắt ông trợn trừng, lưỡi thè dài lắm, dài hơn lúc bình thường nhiều. Máu từ mắt ông vẫn còn đọng lại. Da ông thì từ da mặt đến tới lòng bàn chân. Thường ông da màu trắng mà chuyển sang màu tím, đậm đen như lọ mực. Nhìn kinh hãi lắm, không ai dám nhìn. Người nhà có lại vuốt mặt ông, cho mắt ông nhắm, nhưng không được. Phải nhờ đến sư thầy đến tụng kinh các kiểu, rồi ông mới nhắm mắt. Lúc mắt ông nhắm thì có hai dòng máu đỏ từ khóe mắt tuôn ra. Câu chuyện đến đây là hết. Mình còn rất nhiều chuyện hay có thật 100% của dì Sáu mình và mình từng chứng kiến, nhưng mấy lâu nay không chia sẻ cho ai. Nếu các bạn thích thì mình sẽ kể cho các bạn nghe vào dịp khác. Xin cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Mình không xin gạch đá đâu, nên ai đọc không hay thì đọc chuyện khác nhé. Câu chuyện từ Cõi Âm tập 90 đến đây xin được kết thúc. Phương Anh sẽ gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.